chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Sự Lên Ấn về hình ảnh Phật sống phần 1 của 4 phần trong tiết mục giữa thầy và trò, được giảng bằng tiếng Âu Lạc, còn được biết là tiếng Việt, vào ngày 21 tháng 3 năm 1991 tại Montclair, California, Hoa Kỳ. Và rất nhiều người hiểu lầm cái đẳng cấp của sư phụ nữa. Ví dụ như nhiều người hiểu rằng sư phụ bắt quý vị phải cái gì đó, phải nhớ sư phụ ha, rồi quên đi cái Phật tánh của mình. Nhưng mà đồng một lúc đó họ nói rằng vạn vật đồng nhất thể. Họ không biết rằng cái Phật tánh sư phụ, Phật tánh quý vị giống nhau. Nhớ sư phụ tức là nhớ quý vị, đâu có sai, đâu có sợ gì đâu. Cái người mà ta đã đạt được Phật tánh rồi đó, thì là cái Phật tánh của họ với cái Phật tánh của mình nó câu thông rồi. Cho nên mình nhớ người ta là mình nhớ mình. Nhưng bây giờ bắt mình nhớ sao được? Thấy chưa? Mình biết mình đủ thứ bậy bạ, đủ thứ trầm luân, đủ thứ vô minh á. Mình biết rằng mình chưa được. Mặc dù mình tin lời thầy mình nói rằng ta cũng có Phật tánh y như thầy vậy, nghe chưa, ta cũng bằng thầy không khác, nhưng mà cái vô minh, cái lầm lỗi của mình, cái thành kiến của mình nó che mình lại, nó chưa cho phép mình lãnh ngộ được hoàn toàn những cái gì của thầy mình nói, chưa có cho phép mình đứng lên địa vị của giống như thầy của mình. Mình biết rồi, mình biết rõ ràng 100% vậy, cho nên mình mới phục vái thầy mình. Cái người đó đã sáng suốt 100%, thì mình mới nhớ nhung họ, mình mới đặt hy vọng vào họ, mình mới tin tưởng họ, thấy chưa? Mà tin tưởng họ là tin tưởng ai? Tức là tin tưởng cái Phật tánh rốt ráo của mình đó, chứ không có chi. Càng tin thầy chừng nào, càng nghĩ tới thầy chừng nào, mình càng giống y, càng ngày càng giống nhau, rồi hợp nhất, tức là mình trở thành một với thầy của mình thôi. Chứ còn phải nói cái nhị nguyên nữa sao? Còn phải nói thầy với tôi là hai người sao? Thầy thành Phật rồi mai mốt tôi thành Phật rồi hai người hai ông Phật sao? Hai ông Phật nhưng mà một cái tánh, thấy chưa? Một cái nguyên bản. Cho nên nhớ sư phụ đâu có sợ gì. Nhớ sư phụ tức là gì? Rồi mình nhớ thầy nói cái gì, giáo lý thầy dạy cái gì, cái hành động cử chỉ thầy làm sao, cái tình thương của thầy nó như thế nào. Tự nhiên mình cứ nhiễm lần rồi chứ, thấy chưa? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mà gần là như thế nào? Không phải gần gũi bằng cái thân xác không, mà gần ở trong cái lý tưởng, gần ở trong cái tâm tư. Rồi càng gần gũi như vậy mình càng thấy nó giống, càng giống thì càng lên cao chứ có gì đâu, hay không? Cho nên nhiều người không hiểu sư phụ cứ nói gần nói xa. Nói sư phụ, nói học trò sư phụ làm vậy rồi mất cái Phật tánh của mình. Không phải như vậy đâu, thấy chưa? Đó là một cái cách để cho sư phụ nâng đỡ quý vị mà thôi. Chứ giờ bắt quý vị nhớ cái Phật tánh của quý vị khó nhớ quá. Rồi chưa biết, chưa có rành, hiểu chút chút vậy thôi. Nhưng mà chưa hoàn toàn có cái tự tin nơi mình, có tự tin hơn hồi xưa thôi, phải không? Tới một ngày nào đó, quý vị cứ nhớ tới giáo lý sư phụ hoài và tập tành hoài nhớ tới sư phụ, thì cái điển lực của sư phụ nó sẽ cùng với điển lực của quý vị hợp nhất, rồi quý vị sẽ thành sư phụ thôi. Trong cái sự tu hành, mỗi người nhập môn nó có một cái đường lối khác nhau. Có người á thì thấy cảnh giới lên cao, cảnh giới đẹp đẽ sang trọng như vậy mà tin tưởng mà tu hành hoài, nhưng đồng thời cũng nhớ sư phụ chút hoặc là nhiều tùy theo mỗi người. Rồi có người thì vì sự hiểu biết mà nhập môn, nghĩ rằng cái giáo lý của sư phụ rất hay, rất sáng suốt, rất hợp ý của mình, rất đúng cái sự chờ mong của mình ở một vị minh sư. Họ chắc chắn 100% là cái này hợp với tôi rồi, không có cái giáo lý nào khác để cho tôi bái phục được. Là họ đi vô, đó là theo con đường trí huệ. Còn mình theo con đường thần diệu, tức là mình thấy những cảnh giới đẹp đẽ, mình biết cái những cảnh giới kia nó có thật. Còn những cảnh hoán tưởng là nó khác nha. Sư phụ đã dạy cho quý vị biết cảnh giả, cảnh thật nó khác nhau chứ thế nào. Vậy mà có nhiều người cũng không hiểu, cứ nói xa nói gần hoài. Không dám nói thẳng nhưng mà cũng nói xa nói gần chút. Nhắc rằng sư phụ đừng có bắt người ta cứ nhìn mấy cái cảnh này cảnh kia, mấy cái đó cảnh giả, cảnh sao giả được. Cảnh có cảnh thiệt, cảnh giả chứ.
Nếu cảnh giả thì làm sao có hàng ngàn tinh cầu ở trên kia, hàng ngàn hàng vạn ức tinh cầu trên kia. Cảnh mình thì cũng kêu bằng cảnh giả, nhưng mà nó giả đâu. Hiểu chưa? Có nhưng mà không vậy thôi. Mình phải nương cái giả mình mới tìm ra cái chân được. Chứ không phải nói cái gì cũng giả trơn vậy. Sao tu làm gì? Cái gì cũng giả thôi dẹp. Rồi mình bám víu vào đâu? Hiểu chưa? Đặng mình lên. Thì cái cầu thang nó không phải là cái lầu, không phải là cái phòng mà mình muốn lên, nhưng mà mình phải lên cái cầu thang, nó mới tới cái lầu đó được, nó an toàn. Có bao nhiêu đó thôi. Còn như có nhiều người nói tại sao bắt đeo hình sư phụ như vậy, hiểu chưa? Là kêu bằng cái gì? Kêu bằng cái gì? Là chấp tướng bề ngoài. À, mà họ quên rằng họ vẽ ba cái hình vậy rồi bắt mình thờ. Đeo cái hình sư phụ là một người còn sống, còn sống, còn linh hoạt, còn rõ ràng trước mắt mà kêu bằng còn chấp tướng, còn đeo mấy cái hình kia thì sao? Hiểu chưa? Đeo được, nhưng mà cái lúc người đó còn sống, cái lúc mình còn yếu đuối, mình đeo, mình nhờ vả chút để mình đi lên. Con nít nó mới đẻ ra vài ba tuổi mà bắt nó chạy rồi không có tay mình nắm đâu được, nó không có người đứng nó đỡ đâu được. Cho nó chạy vài ba bước rồi cha mẹ nó phải chụp nó, thấy không? Nó té hoài, nó lủng cổ lủng cổ hết. Đại khái nó là như vậy. Rồi mai mốt quý vị tu cao rồi, lúc đó mình thấy mình càng kính trọng hơn, tại mình hiểu cái sự cực khổ của vị thầy của mình bao nhiêu, mình càng kính trọng hơn bây giờ nữa. Bây giờ là mình đeo để mình bám víu, đặng mình tu, mình nương theo mình tu thôi. Cũng như đứa con nít nó mới chập chững nó đi, nó chưa có đi được hẳn thì nó nắm tay nắm chân cha mẹ nó. Nhưng mà vậy đâu phải là nó ỷ lại cha mẹ nó đâu, nó phải nương như vậy nó mới lớn khôn. Chứ đâu phải cha mẹ nào mà dạy con cái mình hoàn toàn ỷ lại cho mình, lúc nào cũng nắm tay nó đi hoài đâu. Biết chứ sao không biết. Cha mẹ là một người phàm phu mà cũng biết con cái mình lúc nào nên thả nó đi, lúc nào nên nắm tay nó. Huống chi là một vị minh sư nên sao không biết lúc nào thả, lúc nào nắm. Mà cứ nói xa nói gần. Hiểu chưa? À. Sư phụ đi đâu cũng không có ngại gì. Mà ta không có thì giờ mà giải thích cho nhiều, phải không? Thành ra thôi kỳ, không có lo mấy chuyện đó, chưa? À, muốn mà giải thích rõ ràng nó mệt lắm, canh miệng nó cũng hơi lâu. Thành sư phụ đi đâu cũng làm như gì? Nhân chi sơ tính bụng ngây thơ vậy đó. không biết gì hết, nhưng nó khỏe, nha, à, vui vẻ cả làng, chưa? À, cái chuyện mà muốn dạy dỗ thì sư phụ dạy học trò thôi. Còn những người ngoài, người nào yêu cầu á, sư phụ mới nói. Chứ mình lời lẽ mình quý giá, đụng đâu tiêu đó, chứ đụng đâu thấy đó, nhá. Chứ bằng học trò của mình, nó bỏ công ăn việc làm nó lại, nó bỏ thì giờ ngủ nghe của nó lại, nó chồng con nó dẹp qua một lúc một bên. À, nó quý trọng cái lời nói của mình, chứ nó lại nó yêu cầu thì mình phải móc tâm móc ruột móc tim móc gan ra mà cho nó biết. Chứ còn những người ngoài kia thường thường là để muốn biểu diễn cái sự hiểu biết của mình thôi, chứ đâu phải cầu cạnh sư phụ để mà học đâu. Cho nên thì họ muốn diễn để cho họ diễn tuồng chứ, ta ngồi đó ta vỗ tay chứ. À, hiểu không? À, chứ quý, thành ra quý vị thấy sư phụ đi đâu không biện không nói gì hết. Thầy vậy, nhưng mà về nhà dạy dỗ con cái kỹ càng, ha, dạy dỗ học trò kỹ càng, là bởi vì chỗ này họ cần. À, cái sư phụ làm bất cứ việc gì đều là cần thiết mới làm thôi, hiểu chưa? À, thí dụ như cha mẹ sư phụ hoặc là bà con sư phụ cũng vậy, lúc mà họ rất là cần thiết á, sư phụ mới giúp thôi, chứ không phải cho họ làm giàu. Không phải lấy cái danh vị của sư phụ hoặc là tiền bạc của sư phụ mà đem ra cho họ làm giàu. Sư phụ dám bỏ ra mấy triệu bạc hay là hết tất cả tài sản mà cho những người cần thiết, những người đau khổ như là người tị nạn. Hồi trước kia sư phụ còn đi làm á, thì hồi còn tại gia đó, tự mình đi làm việc á, thì cũng có gửi chút đỉnh tùy theo khả năng thôi, nhưng mà không có gửi nhiều. Đủ xài. Cái lúc mà cần thiết mới gửi. À, tại sao như vậy? Cái chuyện gì cần mới làm. Người ta khát nước mới đem nước cho người ta uống. Ta không khát mà cứ đem người ta mời hoài lắm gì vậy? Bộ nước dư rồi không có chuyện khác làm sao? Thấy chưa? Dư thì để nó động ở trong sông, trong hồ đó cho nó mát mẻ. À, cho tất cả mọi người đều hưởng thụ. Chứ mình lấy ra đó mình
trút vô cái chỗ mà nó không cần thiết như vậy, nó lãng phí của trời đất, nó không có đúng luật mà. Yêu cầu và đáp ứng của thiên nhiên, hiểu chưa? À, thành ra nó như vậy. Thành ra sư phụ dạy cái gì đối với quý vị học, kêu bằng học trò của sư phụ, kêu bằng là cái tiếng thế gian nó kêu bằng quý vị là học trò của sư phụ. Mặc dù sư phụ nhìn quý vị bình đẳng, nhưng mà quý vị nhìn sư phụ là sư phụ thì thôi mình cứ kêu học trò, thấy chưa? Ừ. Mà quý vị là học trò thiệt. Đối với cái tâm tư của quý vị là học trò của sư phụ. Cái đẳng cấp của quý vị là học trò. Vì quý vị chưa có hiểu những điều sư phụ hiểu. Mặc dù quý vị giống y sư phụ nhưng mà quý vị chưa biết được thì cũng phải kêu bằng học trò thôi à. Chứ không phải sư phụ coi quý vị là thấp hơn. Không phải, không phải. Sư phụ thấy khác mà quý vị thấy khác thì tôi đáng chịu. À. Thì bây giờ đối với những người như quý vị như là học trò của sư phụ chỉ dạy tận tình. Không, không có lịch sự hảo quyền nữa. Không có giả ơn, giả nghĩa, không có giả cái gì. Giả lịch sự đó. Không có khách sáo, thấy không? Đáng dạy là dạy, đáng thương là thương. Ha. Làm hết bổn phận của một vị thầy. Tại bởi vì quý vị yêu cầu như vậy, quý vị muốn như vậy. Mặc dù nhiều khi nó cũng hơi đau lòng đối với sư phụ. Tại vì ai mà muốn rời ra con gái hoài, nó mất cảm tình đi. Chứ, nhưng mà cái chuyện gì phải làm là sư phụ làm thôi. Chứ không có thể mà đứng đó mà khách sáo mà làm những chuyện giả dối bên ngoài được. Chứ? Tại vì mình bạn bè thân thiết với nhau. Chứ? Người bạn tốt là người bạn chân thành. Ha? Làm cho mình tiến bộ. Phải giúp đỡ cho mình trong cái sự thanh lọc. Chứ? Chính mình, chứ không có đứng đó mà giả dối khen bậy khen bạ đó. Nhưng mà đối với những người ngoài, dù cho người đó là ai đi nữa, sư phụ cũng rất kính miệng. Thấy không quý vị, đi thấy thì đâu sư phụ cũng đâu có lập tức ngồi đó mà dành nói rồi dạy dỗ này kia, cái đó không có hả. Trời, năn nỉ lắm rồi đó. À, có thành tâm á thì sư phụ sẽ nói, còn không thôi á, không thôi á, thấy chưa? Ta ngồi đó như ngồi có hát mà. Sư phụ nói là nó tổng quát chứ không có nói riêng người nào. Sư phụ không phải nói một người nào cá nhân, hiểu chưa? Sư phụ ý nói là nhiều khi sư phụ đi thăm người này người kia, hoặc là đi những nơi khác, hoặc là nghe người ta nói đó, biết rằng ta hơi hiểu lầm sư phụ, hoặc là hiểu lầm rất nhiều. Mặc dù có kính trọng nhưng mà hơi hiểu lầm sư phụ, hiểu không? Nghĩ rằng sư phụ dạy học trò như thế này như kia không đúng. Sư phụ không có dạy một cái gì mà không đúng. Từ trước tới nay ta chưa bao giờ hối hận. Sư phụ làm cái gì là một tuyệt đối đúng. Chưa bao giờ thấy sư phụ làm thật. Tại vì sư phụ là một con người có cái đầu óc phê bình, chưa? Đối với sư phụ cái gì sư phụ làm sai, sư phụ cũng phải biết là mình làm sai, rồi sẽ hối hận, sẽ sám hối. Nhưng mà sư phụ không có làm gì để cái sám hối hết. À, tại ta biết tri thiên mệnh, ta biết cái mệnh trời nó muốn như vậy. À, dù là đối với những người phàm phu nhiều khi mắt nhìn thấy nó khác, thấy nó không đúng, nhưng mà đối với sư phụ lương tâm không có căng rứt. Tại ta biết ta làm đúng, ta bao giờ cũng làm thẳng thắn từ trong tim làm ra, không có biểu diễn, không có làm đặng cho vừa lòng người này người kia, mà biết là những cái điều đó không phải. Sư phụ làm như là một cây tre thẳng từ trên xuống dưới, trống rỗng ở trong như vậy, cho nên không bao giờ hối hận, không bao giờ căng rứt, không bao giờ có cái chi mà nghĩ rằng à phải chi mình làm vậy, phải chi mình đừng làm như kia, hiểu chưa? À, nhưng mà quý vị làm học trò nhiều khi nó hơi khó chịu, phải hiểu sư phụ thì mới được, còn không hiểu thì cũng nhiều khi cũng hơi buồn. À, nhưng mà không sao đâu, từ từ rồi sẽ hiểu. Thì đại khái những cái gì mà quý vị học với sư phụ đó, cái gì sai là sư phụ nói sai. À, nhưng mà nhiều khi đối với người đó cái trình độ đó nó sai, nhưng mà đối với người khác nó đúng. Tại mỗi người mỗi nó mỗi khác, hiểu chưa? Nếu mà quý vị làm việc gì sai thì sư phụ sẽ chỉ liền, hoặc là ở bên trong á quý vị sẽ thấy nó khó chịu. Hả? Sư phụ sẽ gửi tin tức ở bên trong. À, nếu quý vị nghĩ rằng như vậy không đúng thôi. Ok. Cho nên cái nhiều khi cái đẳng cấp nó khác. À, nhiều khi mình tu với sư phụ rồi mình ra ngoài kia mình so sánh mình mới thấy nó khác chút. Hả? Mặc dù nhiều khi cái trình độ nó cũng hơi giống giống nhau, là cái pháp môn nó cũng tương tự một chút hoặc là nhiều, nhưng mà nó kẹt cái chỗ nào đó. Mình nói không được, mình biết nó kẹt thôi, biết cái người đó kẹt, hoặc là cái môn phái đó kẹt, hoặc là cái sự tu hành của họ nó có dính mắc một chút gì đó, hoặc là về màu sắc, hoặc là về cách kiến trúc, hoặc là về cái cách đối xử hàng ngày, hoặc là về cái cách làm sao mà khó nói quá, biết kẹt thôi, thấy chưa? Nhiều khi biết kẹt, nhưng mà mình thì
mình nhiều khi không thích phê bình, hiểu chưa? Mình biết mình đúng là phải là được rồi, hiểu chưa? Hơi nào mà nói đời thiếu gì chuyện sai, nói biết bao giờ cho hết, chỉ trừ khi nào nó quan hệ tới mình mới nói mà thôi. Hoặc là người ta yêu cầu mình tha thiết, ta biết rằng ta có cái kẹt cái gì đó ha, mà ta rất là khiêm nhường, muốn cho mình chỉ dạy cho người ta thêm, thì lúc đó mình mới làm bổn phận của mình, còn không hỏi thôi. Chứ bây giờ thiếu gì chuyện sai lầm trên thế gian này, mình hơi nào mình đi vạch lá tìm sâu hoài, mệt quá đi, hiểu chưa? Không phải bổn phận của mình đừng xía vô. Nhưng mà thấy nó kẹt chút nào hiểu liền ha, thấy chưa? Nhìn sơ là biết liền không, nghe sơ là biết liền. Vậy khổ vậy, khổ là mình biết lẹ quá đi. Thành ra sư phụ nhiều khi cũng cảm thấy rằng hãnh diện là học trò của sư phụ có cái trí bén nhạy ha. Cái người nào mà theo thiệt á, người nào mà tu thiệt á, ồ nhạy quá đi, không có phẫn gạt gì nó được chứ. Có nhiều người bây giờ sư phụ tại vì làm việc cho người tị nạn đó, rồi có nhiều khi có những anh em đoàn thể trong đoàn thể chính trị gì đó, hoặc là những người khác trong đoàn thể khác họ đến thăm sư phụ á, tại vì vấn đề tị nạn mà thôi. Nhưng mà rồi cũng nói gần nói xa, rồi cũng nói qua cái sự tu hành rồi cũng nói sư phụ sư phụ ngây thơ quá, sư phụ hiền quá, cái gì chân thật quá, nhiều khi sợ người ta gạt. Nhiều khi có những người này, nhiều khi trộn vô phá phách đoàn thể của sư phụ nói nó phá cũng không bao lâu rồi nó làm vậy, rồi nhiều khi nó bậy nó bạ, rồi đồng tu tính theo họ rồi tan rã. Sư phụ nói trời ơi, ai mà gạt nổi học trò của tôi. Nó tại vì nó có ở bên trong, nó học bên trong chứ không phải học bên ngoài. Ai nói cái gì có mùi nó nghe ngửi thấy liền mất quá có gạt được, gạt chút thôi, chút đỉnh thôi, cái người mới vô thôi mà nghe hơi nghi vậy thôi, một lát nữa nó ngồi nó tu quán âm nó thông hết trơn hết trời. Có phải vậy không? Sư phụ mới cảm thấy rằng thì cái đời sống mình nó khỏe quá đi, nó nhẹ nhàng quá đi, mình không nhìn người ta với một, không nhìn bất cứ người nào với cặp mắt nghi ngờ, không nhìn bất cứ ai với một cái niệm xấu, mặc dù mình có nghe nói rằng người đó hồi đó xấu, hoặc là có nói xấu mình, mà sao mình nhìn họ sao nó nhẹ nhàng quá. Nhìn là nhìn cái phật tánh của người ta, cái sự cao thượng ở bên trong tâm hồn của người ta, mình khơi dậy cái sự cao thượng đó thì người ta đối đãi với mình cũng cao thượng thôi. Chứ mà còn ở bên ngoài kia họ nghi ngờ đủ thứ. Sư phụ nói vậy sao sống nổi, trời ơi là trời, hiểu chưa? Cái đầu óc mà nó phức tạp như vậy sao sống nổi, gặp ai cũng nghi, người nào cũng nghi, cái gì cũng sợ, hiểu chưa? Vậy làm sao chịu nổi nhưng mà gặp mấy người đó rồi cũng vui mới biết rằng cái đời này nó có nhiều kẻ, nó có nhiều cái trình độ khác nhau mới biết rằng mình rất, một người rất có hạnh phúc, một người rất có phước báo, tâm hồn vô cùng nhẹ nhàng thanh thản, gặp ai cũng như gặp bạn hiền thôi, hiểu chưa? Nó cảm thấy cái sự liên lạc mật thiết liền, cảm thấy cái tình thương nó nối liền với nhau liền. Còn người ta gặp nhau rồi cũng mắc láo liền như cú vọ, coi nó sẽ dở cái đòn gì. Sư phụ mệt giùm cho họ, tội nghiệp quá đi, sống trong cái vòng như vậy làm sao chịu nổi. Tức là coi như mình giăng lưới mà mình buộc trói chính mình vậy đó, mình bắt lấy mình, trời ơi sao nó rắc rối vậy, cuộc đời của người ta sao mà giăng trùng quá vậy hả? Bởi vì những cái sự nghi ngờ của người ta cũng sợ giùm cho sư phụ, cũng lại nói sư phụ sư phụ cũng lại nói sư phụ sư phụ phải làm gì, phải làm kia, phải như nọ như thế kia, thấy chưa? Sư phụ nói khỏi lo, người ta tu hành đâu có gian truân như vậy. Thấy chưa? Nhưng mà nhiều khi mình làm bổn phận mình phải đề phòng thôi, hiểu chứ, mà mình không có bị cái sự đó nó đe dọa, hiểu chưa? Thí dụ như ngoài nhà mình có hộ pháp ha, là để ngăn chặn những người nào mà họ nhảy đại vô, nhiều khi uống rượu rồi họ nhảy đại vô mệt mình á, rồi đang mình ngồi thiền nó bị la hét um sùm lên á, mình giật mình có bao nhiêu đó thôi, nhưng mà không phải bị những cái sự đó nó khủng bố cái tinh thần mình, hiểu chưa? Mình chỉ phòng hờ thôi, nhưng mà rất nhẹ nhàng. Còn những người mà thí dụ mà người ta nhiều sống trong cái đời sống phức tạp quá đó, lính canh gác 3-4 hàng á, dây kẽm gai nghĩa là dày cả mấy mai vậy á, mà họ vẫn tim đập thình thình có hiểu không?
tại vì cái tâm không an. Còn mình làm việc cũng nhiều khi thấy cũng giống người ta, nhưng mà cái tâm mình không để chỗ đó, thấy chưa? Mình không có sợ sệt gì, làm là vì bổn phận làm thôi, thấy chưa? Những sự bảo vệ an ninh hay là gì đó, làm thôi cho nó có vị thôi, phải không? Nhưng mà mình không bị cái sự đó nó khủng bố, thấy chưa? Mình không có nghĩ rằng sẽ có gì xảy ra, thấy chưa? Có đi nữa cũng không có gì, thấy chưa? Nó đều bổn phận phải làm vậy thôi, phải không? Bảo vệ thiền đường thì có hai ba người đứng ngoài vậy đó. Cho đừng có những người nào nhiều khi nó uống rượu nhảy đại vô, thấy chưa? Nhiều khi say ma túy rồi gì đó, rồi đánh lộn đâu nhờ đại vô đây cũng mệt, mất công, giật mình, náo loạn, có nhiêu đó thôi, phải không? Cũng như người tu hành thì ăn vô cũng không phải tham ăn, ha? Ăn cho nó qua ngày, cho nó có sức khỏe, nó có giữ đúng cái luật trong trời đất vậy thôi. Chứ không phải như hồi xưa mà tham ăn quá lố, chứ bây giờ ăn mặc thì cũng vậy, mặc cũng biết cái nào đẹp cái nào xấu, nhưng mà có thì mặc vậy thôi, không có mà cực khổ mà đi chọn nữa, mà đi 40-50 cái shop rồi đặng mà cái tiệm đâu mà kiếm được một cái áo đặng đi dạ hội, chứ mất tiền quá trời vậy mà cũng chịu, bận 2-3 lần là dục hết thời trang rồi. Bà mua cái khác cứ vậy mà đem tiền đổ sông đổ biển, mà cực khổ nữa, mang giày cao gót đi lẹp quẹp cả ngày đặng mà chọn cho ra một cái áo dạ hội, thí dụ vậy đó, hiểu chưa? Thật ra nhiều khi á, mình cũng ăn cũng uống cũng bận cũng nói chuyện, cũng bận quần áo cũng nói chuyện cũng chơi cũng vui vẻ như người ta, nhưng mà mình không như người ta nữa. Thật là như vậy, quý vị có để ý thấy không? Nó khác xa quá đi. Cho nên mình biết rằng cái đẳng cấp mình nó lên cao, mình học, mình có tiến bộ. Chứ nếu nhiều khi quý vị không tiếp xúc với những người phức tạp ngoài đời, nhiều khi quý vị cũng không hiểu quý vị tiến bộ ở mức nào nữa, hiểu không? Thành ra cũng hay, cũng hay, càng tiếp xúc càng thấy được cái ưu điểm của pháp môn của mình, càng thấy được cái sự hạnh phúc của đời mình. Có thanh thản quá ha. Có không? Có tiếp xúc rồi không? Có ha. Cho nên quý vị có người nào làm rắc rối cho mình, hoặc là những tư tưởng của họ rắc rối quá, mình đừng nên buồn họ, đừng nên trách họ. Đó là cái hư gương, tấm gương để cho mình soi nhé. Cũng như quý vị tu hành với sư phụ, nhiều khi mới vô bị nó khảo liền. Sư phụ khảo thì không nói làm sao, tưởng rằng sư phụ khảo mình, sư phụ khảo nghiệm mình. Nhưng mà đồng tu khảo một cái là bực bội la lối ôm sùm. Tại sao không nghĩ rằng đồng tu, sư phụ mượn đồng tu để mà khảo mình? Sư phụ một mình sao khảo hết được, ta phải dùng công cụ chứ. Kẹt là kẹt ở chỗ đó. Cho nên quý vị đừng có khờ. Gặp cái khảo nghiệm là ta phải đậu chứ, thi là phải đậu liền, biết liền. Gặp cái chuyện gì nghịch cảnh là biết là ông thầy khảo ông đến đây, được, tôi học bài hết rồi, anh muốn khảo gì đó anh khảo, hiểu chưa? Vậy nó mới xứng đáng là một người tu hành, cái phần dũng cảm. Rồi cái khi mà mình nghĩ được như vậy rồi, cái tâm hồn mình nó thư thái lắm, rồi tự nhiên khảo nó cũng như không khảo, dễ ợt, thông qua cái rụt chưa đậu ưu tiên nữa. Đậu ưu. Còn nếu mình cảm thấy đó là những sự chướng ngại, hoặc là mình sợ nó quá, hoặc là muốn tránh nó, hoặc là mình cao có với nó, thì nó càng khó chịu hơn thêm, rồi nó sinh ra đủ thứ phiền não khác nữa. Quý vị để ý mà coi, để ý mà coi hả? Thì khi nào tu hành với nhau, nó phải có cọ sát như vậy, nó mới tiến bộ. Cùng nhau tu là nó có cái sự ích lợi như vậy. Chứ nếu mình tu ở một mình ở trong cái am cái cốc, mình khó lường được cái sự tiến bộ của mình. Hồi xưa có một cái chuyện của cái ông bên gì đó, bên Thái Lan á, ông là một ông thầy tu mà tu theo tiểu thừa đó. Ông phái nó có cái lệ là thí dụ mới vô xuất gia thì bỏ vô trong một cái lều cỏ nào đó, rồi tối ngày có người đem dâng cơm tới ăn, ngồi đó ngồi thiền tu một mình. Tu một hồi lâu, một thời gian lâu thì thấy khoái lạc, nhẹ nhàng, không có phiền não gì. Nhưng mà hãy rớt xuống trần là phiền não liền. Đụng chạm với người đời là chịu không nổi.
Thành ra sau cùng ông giác ngộ rằng cái sự tu hành này nó chưa có cứu cánh gì. Mình ngồi mình thì nó khỏe quá, mình đi xuống thì nó phiền não, và mình cũng chưa được tự do, còn bị hoàn cảnh nó chi phối. Cho nên quý vị nhiều khi tu tại gia nó cũng có lợi lắm. Mỗi ngày nó có cái sự gì đó, cọ sát, rồi cọ riết rồi nó quen, mòn hết mấy cái cạnh cái gốc đi, thấy chưa? Nó trơn láng rồi, khỏe. Chứ nhiều khi mình không quen nữa, mình không có biết cách phản ứng nữa chứ. Rồi mình thấy cái gì nó cũng quá sức là mệt nhọc, quá sức là khổ, quá sức nặng nề. Còn mỗi ngày mình phản ứng nó quen rồi đó, thì nó cũng như thường thôi, chứ. Ta kêu bằng trăm hay không bằng tay quen là nó như vậy. Còn mấy người xuất gia mà muốn đòi đi một mình ở một động đó hả, mấy người đó ngu. Ở chùa thì phải ở chung với nhau, thấy chưa? Đặng người này khảo người kia, khảo qua khảo lại mới biết cái công lực mình nó thâm hậu tới mức nào. Còn nhiều khi đồng tu không khảo bị ma khảo nữa. Cái mảnh đất mà sư phụ mua ở New Jersey, New York á, gần New York, biên giới New York đó, có ma nhiều lắm. Mới vô nó khảo mấy ông thầy sắc bất sang vang cũng quýnh luôn. Chứ không phải có một chuyện khảo đâu, không phải đồng tu khảo không đâu. Bây giờ ma nó cũng tu rồi, nó không hiền rồi, hết khảo rồi. Phải không? Giờ hiền rồi hả? Đâu có gì đâu. Mới vô thọc lét chơi mà, thọc lét. Mày thấy mình như bất động thì không thôi luôn, kêu ma bắt coi mặt người ta. Cho nên khi nào mình làm việc với những người đồng tu, hoặc là mình ở chung trong chỗ cộng tu, nó có cọ sát việc gì, mình phải chuẩn bị tinh thần liền. Mình biết rằng cái này là anh muốn khảo tôi, anh muốn thọc lét tôi, là mình chuẩn bị tinh thần rồi, hiểu chưa? Thì mình không có bị tấn công kêu bằng bất ngờ, mình không có bị bụng ruộng tay chân. Chứ còn nếu không để cho khảo như vậy đó thì không thể nào gọt rũa hết được những cái khuyết điểm của mình, những cái góc cạnh mà ung thối của mình, hiểu chưa? Những cái da dẻ xù xì của mình, cũng như cái tơ táo mặc dầu nó nhẹ mà mình gọt ra nó, cái vỏ nó cũng khác ở trong cái ruột á, ở ngoài nó cứng. Cái đó là cái lớp mà để bảo vệ cái tơ táo, rằng cho nó đừng bị sâu ăn, đừng bị mọt, đừng bị hư. Đấy. Nhưng cái lúc mình muốn ăn mình phải gọt, ăn cái mềm ở bên trong lại gọt. Cà rốt này, những củ gì kia cũng nọ, này kia cái nọ cũng giống như vậy, phải gọt cái vỏ nó đi. Đó. Nhưng mà đối với những người á, nhiều khi mà tưởng nhớ vị thầy của mình hoài đó, làm theo những điều vị thầy mình chỉ dẫn, nhiều khi cái tâm hồn họ lâng lâng lắm, họ gần giống như cái đẳng cấp của thầy của họ, họ tắm ở trong cái trí huệ của thầy của họ, cho nên ai nói gì họ cũng như điếc á, điếc không sợ súng á, chưa, không có hiểu nói cái gì, tại sao mà sân si với tôi, không hiểu, coi như không có gì xảy ra, nó nhẹ nhàng. Tất cả những cái gì mà sư phụ chỉ dạy cho quý vị cũng đều là một cái phương pháp để mà kéo quý vị đi lên mà thôi. Đấy. Có 84,000 pháp môn là nó như vậy. Đấy, người thì cần cái này, người cần cái kia, người thì cần nhõng nhẽo, người thì phải bị rầy, nó mới tiến. Còn người thì phải phải lạnh lùng một chút, nó mới lên. Người thì phải niềm nữa. Đại khái người thì bên trong phải cho uống thuốc nhiều, người bên trong phải dẫn dắt đi chậm chậm, bên ngoài bên trong nó bắt tay nhau mà tiến bộ. Chứ không phải sư phụ bắt quý vị phải dùng cái gì chuộng cái hình dáng bên ngoài đâu, hiểu chưa? Cái hình ảnh của sư phụ, mặc dù nó là hình ảnh nhưng mà có sư phụ ở trong đó, bởi vì sư phụ còn sống, hiểu chưa? Sư phụ còn sống, tất cả cái gì liên quan với tới sư phụ đều có cái từ trường của sư phụ nó nhiễm vô trong hết, là một trong những bộ phận của sư phụ, hiểu chưa? Cho nên đều là có sư phụ trong. Thế nên nhiều khi quý vị thấy sư phụ từ trong hình bước ra là vậy, chưa? Ta ở đâu cũng có hào hứng gì trong cái hình, hiểu chưa?
phải sư phụ chỉ ngồi đó đâu, nhưng mà sư phụ cũng có ở đó nữa, ý nó như vậy. Chứ không phải sư phụ không có ở đó. Nếu sư phụ không có trong hình thì sư phụ không phải là vô sở bất tại rồi, phải không? Sư phụ chỗ nào cũng có hết, cho nên trong hình cũng có luôn. Là đúng vậy, tại vì sư phụ còn sống. Quý vị đi lên thuốc, trên mấy cái tầng trời trên cao cũng gặp sư phụ, mà xuống địa ngục cũng gặp sư phụ. Huống chi trong cái hình mà sạch sẽ đẹp đẽ vậy, tao sao không ngự chồng ta chơi chưa? Cho nên quý vị, nhiều khi đeo hình sư phụ đó, thấy nó có linh nghiệm là vậy. Hả? Hoặc là lấy đồ gì của sư phụ cho ăn đó, hoặc là đồ của sư phụ mặc qua, hay là rợ qua, ngồi qua gì đó, nó có dính ở trong tình thương, ở trong cái từ trường của sư phụ. Sư phụ chỗ nào cũng có, mà nhất là sư phụ đã cái thân thể đã đặt qua đó thì dĩ nhiên nó có chứ. Nó còn có nhiều hơn nữa. Những gì mà sư nghĩ liên quan tới sư phụ đó thì nó thuộc về sư phụ hết, hiểu chưa? Mà đã nói rằng sư phụ chỗ nào cũng có thì toàn vũ trụ đều có sư phụ hết. Huống chi là cái chỗ nào đặc biệt mà dành riêng cho sư phụ, thí dụ như tấm hình của sư phụ, là cái chỗ ngồi của sư phụ, làm sao không có được? Nó còn đặc biệt thêm nữa, hiểu chưa? Cho nên nhiều khi quý vị thấy, nói là có người nói là thấy sư phụ về ngồi ghế là vậy chứ. Hả? Cái nhà của quý vị không có chỗ nào dành cho sư phụ hết, mà sư phụ cũng tới như thường, huống chi ghế của tôi cũng tới sao được. Cho nên những người ngoài nhiều khi người ta không biết, ta nói đeo cái hình sư phụ là mê đến cái tượng á. Nhưng không phải, tại sư phụ còn sống, cả những vũ trụ đều thuộc về sư phụ hết, kể cả cái hình của sư phụ luôn. Cho nên mình đeo được, sư phụ nói ok, ta đã hứa rồi, hứa rồi. Có chắc chắn hả chưa? Hả? Mình không gặp Chúa mà, chưa? Giữa Chúa đi lên cái cảnh giới khác, có thể Chúa cũng ở trong thánh giá đó, chứ không phải không. Nhưng mà nhiều khi mình chưa có gặp mặt, mình không có tiếp xúc cá nhân, cho nên cái niềm tin mình nó không vững vàng được. Không thể bắt một con người phàm phu tin một cái gì mà họ không thấy. Vì cái đầu óc mình nó vậy, nó quen rồi. Cái gì mình thấy, mình biết, mình nắm được, mình mới biết là nó hiện hữu. Tại cái thế giới này là cái thế giới hiện hữu, cái thế giới vật chất. Mà bắt mình làm những cái gì, tưởng tượng những cái gì mình khó tưởng. Cho nên phải có một cái gì vật chất đặng cho mình nương vào đó mà mình tiến đến vấn đề tinh thần. Thấy chưa? Cho nên đeo cái hình sư phụ còn sống, quý vị có niềm tin mãnh liệt trong nó hơn, hơn là đeo những cái hình mà quý vị mà đã chết rồi. Quý vị không biết mặt, biết mũi, không biết ổng nó đúng cái mặt ổng như vậy không, ổng có chịu ngồi trong cái hình của tôi không. Cho nên cái niềm tin mình nó không có. Không có thì nó khó giao cảm. Thấy chưa? Vậy thôi. Tại vì một người, hai người phải nghĩ chung với nhau á thì nó mới dính lại. Chưa? Chứ mà người nghĩ bên đây, người nghĩ bên kia đâu được. Nhưng Phật Chúa nghĩ về mình, nhưng mà mình nói không biết ổng có không. Rồi cái nó lơ lơ lửng lửng, nó không có ráp vô chưa. Thành nó không có thành. Còn sư phụ còn đây. Rồi nhiều người có những cái những cảm ứng kỳ diệu, đã biết rồi, tin tưởng rồi. Ngày nào cũng thấy mặt, cũng nghe tiếng nói, nó rõ ràng minh bạch như vậy. Thành ra hai bên đều nghĩ, sư phụ lúc nào cũng nghĩ về quý vị, rồi quý vị lúc nào cũng nghĩ về sư phụ. Hai bên nó ráp lại là một với một là hai. Thành nó mới có cảm ứng nhiều, thấy chưa? Nó mới chắc ăn. Cho nên đeo hình sư phụ và đeo mấy cái hình kia nó khác nhau là vậy, đúng không? Hình kia mình không thấy không biết, còn hình này mình thấy mình biết thiệt. Thì cái này nó có giá trị hơn, có cái niềm tin mãnh liệt hơn cho mình, có bao nhiêu nữa thôi hả? Mà cũng ngộ lên lắm hả? Hoài sư phụ hai phá cô. Con na nó phá con hoài, cái con lấy cái hình sư phụ con để như trán con vậy nè. Con thấy sư phụ đánh nó xẹt 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 ra vậy đó. Xẹt xẹt sáng ra vậy. Rồi cái một hơi, cái con thấy có một cái người đồng bà nó ra. Cái sư phụ đuổi nó đi. Con đậu ơn sư phụ. Thì cũng có lên gì đó người ta mới đeo chứ không thôi. Ai ngu gì mà đeo hoài, người nào cũng đeo hết. Một người ngu thôi chứ rồi cả đám ngu hết vậy. Mà ngu ngày này qua ngày kia vậy đâu có được. Có nha. Thưa sư phụ, năm ngoái con, hồi con mới truyền tâm ấn, con đeo cái hình sư phụ, con không dám đi. Nó té hoài sư phụ.
Nó quay vòng 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 giống như con uống thuốc, giống như uống thuốc gì đó, nó làm mình quay vòng vòng cả mấy ngày vậy. Nó quay vòng vòng hoài, thành ra nằm hay nằm không mà đứng dậy cái nó đảo lại té xuống. Thành ra con phải chịu trận như vậy. Mấy ngày nó mới hết. Cảm ơn sư phụ. Tại có cái sức gia trì đó nó kéo mình đi lên á. Chứ con có cái này nữa sư phụ, hồi trước khi mà ông xã phòng trường tâm ấn có mấy ngày nữa, cái đứa con 6 tháng của con sao nó cứ khóc hoài. Cái tới đêm mà ông xã không đi á, cái tự nhiên cái nó nín khóc. Nó mấy bữa đó nó làm cho con với ổng sợ vậy lắm, nói nếu mà ổng đi thì chắc ở nhà nó làm rối cho con dữ lắm, vì nó khóc bữa nào ổng khóc tới 2-3 giờ sáng mà con cũng biết tại sao. Rồi tới bữa ông chồng con đi, cái tự nhiên cái đêm đó nó im ru, nó không khóc. Con nghĩ đó là chắc nhờ sư phụ giúp cho con. Cảm ơn sư phụ. Không phải đi chuyện tâm ấn ma quỷ nó gian xa rồi hết rồi, mấy đứa nít nó an tâm nó ngủ chứ có chi đâu. Dạ không, mấy bữa trước khi đi á sư phụ thì nó khóc dữ lắm, thì nhưng mà ngay cái đêm mà đi á thì nó nín liền á sư. Bởi vậy nó biết nó ăn ổn rồi, ma quỷ không có đứng xung quanh ổng nữa mà đèn ép nó. Cảm ơn sư phụ. Thưa sư phụ, trong vấn đề tu hành á, con thấy trong 7 tháng vừa qua á, con bị khảo nghiệm nhiều lắm sư phụ. Mà những lúc mà được khảo nghiệm như vậy đó, con mới thấy rằng con đã nhớ được rất nhiều những lời sư phụ dạy bảo, đem những lời đó ra áp dụng khi bị khảo nghiệm. Có một lần đó, con nói với gia đình rằng nếu mà giúp tôi tu hành thì sẽ đến gần với tôi hơn, còn nếu mà chống đối tôi đó thì là đẩy tôi ra xa. Thì sau khi con nói câu đó cả một tuần đó, thì nhà im lặng lắm sư phụ, không có gì xảy ra đó. Cái có một hôm con buột miệng con nói bà nhà con đó, tu hành mà không có khảo nghiệm buồn quá. Cái ngày hôm sau ấy, có chuyện xảy ra liền sư phụ. Thế ra nhưng có một lần đó, cũng sư phụ cũng khảo con. Con có nói bác học là con viết một cái câu là trên ta là sư phụ, dưới là ta, bên cạnh ta là những bạn đồng tu, và dưới ta là tất cả những người còn lại trên thế gian này. Ngon quá hả? Cái bác Ngọc bác nói là cũng được đâu, viết vậy ra là mấy người ở dưới đó, họ nói mình ngạo mạn, nó nói kia, mà nói kệ nó, vợ con tôi cũng chẳng coi ra gì, cũng như là mấy người đó. Cái ngày hôm sau cái có chuyện xảy ra, cái vợ con nó gây cái nó không biết gây gì, biết nó nói bây giờ chọn sư phụ và vợ con muốn chọn cái nào. Con nói sư phụ là sư phụ, vợ con là vợ con, không có lẫn lộn. Nhưng mà con nói vậy nhưng mà đầu con thì con đầu óc con nghĩ là con sư phụ là trên hết. Và có một lần con đã nói với đứa con của con là con coi sư phụ còn hơn cha mẹ con nữa. Con đã nhất định như vậy đó. Cảm ơn sư phụ. Những người nào mà tu hành tinh tấn á, tin tưởng hoàn toàn vào trời Phật á, thì họ ít có xảy ra cái chuyện gì rắc rối cuộc đời, bệnh hoạn cũng giảm đi. Mà nếu như họ bị bệnh á, họ cũng coi không ra gì, họ cũng thấy không có gì quan trọng, phải không? Không phải họ tự tìm lấy bệnh hoạn. Mình người tu hành tự nhiên nó nhẹ nhàng, không phải mình muốn bệnh hoạn, nhưng mà rủi có bệnh đi nữa mà tránh không được thì mình chấp nhận, không thấy gì quan trọng, phải không? Nếu mà không nắm được cái chìa khóa tâm linh á, thì nhiều khi thân thể khỏe mạnh hay cái gì đi nữa nó cũng không có ích lợi gì bao nhiêu, phải không? Biết bao nhiêu người thân thể cường tráng, phải không? Ăn gì tiêu nấy, rất là khỏe khoắn, da mặt hồng hào, đẹp đẽ trẻ trung, mà cái vấn đề tâm linh của họ quá thấp, nói gì không hiểu hết, không có tìm tòi về vấn đề tâm linh của mình một chút nào, không có interest gì hết, đối với họ không có gì hấp dẫn, thì nó ngộ cái chỗ đó, phải không? Hay nhiều người mình thấy thiệt là đẹp, không cũng đẹp đó, mà kêu bằng vô duyên, nói đâu ngoài thường á, phải không? Nói đâu như là bữa củi là đem bom thả. Nhưng còn cái vấn đề mà người tu hành nó đẹp một cách mà mình không thể tả được, có cái sức hấp dẫn con người. Cho nên
Mà sư phụ hồi nãy cái cô gì đó nói sư phụ thấy cũng vui vui, ít ra là sư phụ cũng có ảnh hưởng nhiều người ha, cái đường tu họ tiến lên không giống ai vậy là đã có tiến bộ, thấy chưa? À, cái hồi trước đổ mặn, mặn đổ ra chay, ví dụ vậy đó. Hồi trước dạy sao cũng được, nhưng mà giờ dạy một đường thẳng băng là phải. Thí dụ phải ăn chay, nhiều tôn phái cải biến như vậy. Nhiều người nói thôi, sư phụ không biết, sư phụ thì không có đọc báo, nhưng mà nói từ ngày sư phụ đến Đài Loan à, những nhà văn chương nó viết cái giọng cũng khác, họ giống nó giống giống sư phụ. Rồi hồi xưa nhiều khi những cái chùa chiền nó quy y đâu có nhắc người ta ăn chay rồi đâu, bây giờ đăng báo rồi nhắc rõ ràng, muốn quy y thì phải ăn chay tháng mấy bữa, thấy chưa? Hồi xưa đâu có, cái hội sư phụ mà quy y đâu có ai nói tới cái động tới chuyện ăn chay đâu, đừng nói chi mà đăng báo hả? À, lúc đó thì sư phụ ăn chay, nhưng mà còn những người khác đâu có ai ăn chay đâu, không ai đá động gì hết. À, vậy mà rồi sư phụ nói cái pháp môn này tu một đời giải thoát, cái ngạc nhiên hả? Cái đó vô quy y không á, mà không mà mà thoát khỏi tam đồ khổ, giải thoát khỏi tam đồ khổ, tức là không đọa địa ngục, không đọa ác quỷ, không đọa bạn sanh, làm người sung sướng á. Hả? Còn cái tu cái pháp này phải ăn chay trường nè, phải ngồi thiền ngày 2 tiếng rưỡi nè, phải đi cộng tu nè, phải trì giới nè, như vậy mà một đời giải thoát, không tin được. Ờ, kỳ không? Thành ra sư phụ nói cho quý vị biết, mặc dù là người với người nó giống nhau bên trong, nhưng mà cái trình độ họ tìm biết ra họ nó khác nhau. Cho nên nhiều người cái tâm linh họ rất là u tối, thành ra họ không tin có nhân quả này, họ không tin có đời sống vị lai này, họ không tin có luân hồi. Mặc dù cái hình dáng nó giống con người, nhưng mà cái trình độ tâm linh của họ nó còn ở mức ABC như vậy. Cho nên đâu phải vậy ai cũng được đâu. Rồi mặc dù thí dụ quý vị với sư phụ là giống nhau, nhưng mà cái trình độ xả bỏ nó khác nhau, cái trình độ dũng cảm nó khác nhau. Hả? Sư phụ hồi xưa đi tìm đạo, bỏ hết tất cả cái gì cũng được, liền bao qua sinh mạng cũng không cần. Ví dụ có ông Phật nào mong hiện ra, ông nói bây giờ cô chết đi tôi cho cô thành Phật liền, là ta làm liền á. Tới mức độ vậy đó, thành nó mới mau. Có lẽ sư phụ tu đã lâu, trời ơi kiếp kiếp, thành nó có những cái tư tưởng như vậy, cái những hành động như vậy, cái trình độ tâm linh nó tự nhiên nó như vậy chứ. Còn có những người khác trời ơi năn nỉ cũng không chịu, cũng nghĩ tới đạo chưa. Dạ kính thưa sư phụ, hôm nay con xin phép được kể một vài cái kết quả nhỏ khi mà con sau khi truyền tâm ấn và tu pháp môn Quan Âm. Sư phụ dạy là khi mình làm việc ở thế gian này á thì mình được ông chủ trả lương, khi mình làm việc với Phật Bồ Tát á thì tất nhiên là Phật Bồ Tát cũng sẽ trả lương mình. Cho nên từ những cái lời đó mà con thấy rằng con có những cái kết quả rất là tốt. Rồi con xin kể cái kết quả thứ nhất là vấn đề mới tu, thì nên con cũng muốn là tất cả các đồng tu cũng như những cái người cũ mới nên tham khảo giáo lý sư phụ cho thật nhiều, bởi vì con có những cái thể nghiệm rất tốt ở nơi đó. Khi cái ngày hôm đó con nhận được cái quyển Tức Khắc Khai Ngộ mà chuyển dịch từ tiếng Trung Hoa sang tiếng Việt, toàn bộ tập 1 á, thì hôm đó con có nhận về để con kiểm soát lại cái phần lỗi chính tả đó. Thì lúc kiểm soát một hồi tự nhiên con thiếp đi, mà khi con vừa thiếp đi á thì tự nhiên cái tất cả những cái âm thanh mà hàng ngày con quán âm á nó đến bao vây chung quanh con, nó làm cho con có cảm giác rất là dễ chịu, giống như mình đang đi ngoài nắng và mình được vào một cái phòng mà có máy điều hòa không khí. Và lúc đó con trong cái thần thức con nghĩ đến ồ mình đang sửa những cái lỗi chính tả mà tại sao mình lại nghe được cái âm thanh này. Thì con choàng tỉnh vậy, vậy thì con lúc đầu thì con nghĩ con ngủ gục, nhưng mà con biết rằng con không có ngủ gục, có thể vì trong lúc con làm con có cái sự chuyên tâm, cho nên có thể đó là một cái thể nghiệm của nhập định. Dạ. Và lần thứ hai thì con có nhận một cái quyển sách vấn đáp của các đồng tu chia tay, con mới lên computer để đánh máy lại,
Thì trước khi đánh máy con thường cũng hay sửa những cái lỗi chính tả. Thì con đang ngồi sửa thì tự nhiên cách đây 2 năm có một, con cũng có nghe một vị thiền sư thuyết pháp, và cái vị đó kể những cái chuyện mà của những đại minh sư ngày xưa đối xử với học trò. Con không có kể lại chuyện này vì nó dài quá, và con tìm, cố gắng hết sức để con tìm hiểu cái tại sao mà cái người đại minh sư lại không có dạy dỗ học trò mà chỉ bằng hành động, mà con không hiểu. Rồi cái chuyện đó cũng như là đã chìm quên rồi, con cũng không có nhớ tới. Nhưng cái hôm đó thì đọc đến một cái phần mà giảng của sư phụ trong cái phần sách vấn đáp, thì tự nhiên con hiểu được cái điều đó. Con cũng không hiểu tại sao nó vậy. Cái con rất là mừng. Con nói, ủa con không có nghĩ tới mà tự nhiên bây giờ con có thể như là hiểu được tại sao mà hồi xưa mình thắc mắc, bây giờ mình đã hiểu được. Và cũng ngay cái đêm đó, con nằm mơ, con thấy con đi đến một cái con đường, mà con đường nó giống như là đi vào trong cái con đường đi vào trong máy bay. Và khi con đi qua đó thì con đến một cái phòng rất sáng. Con thấy sư phụ từ ngoài bước vào. Sư phụ rất là trẻ và rất là sáng. Xung quanh sư phụ có một cái ánh sáng màu trắng và lấp lánh như là có kim tuyến vậy. Thì con thấy những người đi chung quanh cũng vậy, có một cái chung quanh được bao bọc một lớp như là kim tuyến mà màu xanh lam. Lúc đó cái con mới nói là tất cả mọi người ở đây đều có ánh sáng rất là đẹp. Thì tự nhiên con nhìn xuống, con thấy con cũng có một cái ánh sáng nữa mà có cái màu khác. Biết màu rằng, gì? Dạ thưa, màu cam đỏ. Ôi dồi ôi, đẹp quá vậy. Nhưng mà nó giống như có kim tuyến. Thế con từ đó thì con mới suy nghĩ ra là những lời mà sư phụ dạy, mình là vô lượng quang, mình là ánh sáng. Thì mặc dù cái thể nghiệm con nó rất là nhỏ và rất là thấp, nhưng mà con tin rằng nhỏ hả? Con tin rằng mình thật sự là vô lượng quang. Nếu mình dùng cái Phật âm của Pháp Môn Quán Âm, thì con nghĩ rằng nếu mà mình trì giới minh bạch và mình dâng theo những lời sư phụ dạy, thì cái ngày mà mình tìm được cái vô lượng quang của mình sẽ có ngày, chứ không xa, con tin là sẽ có ngày làm được. Với lại ở đây con muốn nói là nên đọc sách của sư phụ và nghiền ngẫm cho thật nhiều, bởi vì trong đó nhiều khi đọc qua một lần thì sẽ không bao giờ hiểu hết ý nghĩa, nhiều khi đọc lại lần nữa thì nó lại hiểu một cách khác. Và khi xem video tape của sư phụ cũng vậy. Đây cũng là một cái thí nghiệm trong lúc cộng tu. Lúc trước con có một cái thắc mắc mà con suy nghĩ hoài, rồi tối hôm đó con ngồi thiền, con cầu nguyện sư phụ để cho con có thể tìm được cái giải đáp, nhưng mà con cũng không có thấy gì. Thì ngày hôm sau con đi cộng tu, mà hôm đó con lại ông xã đi làm, thành ra con về trễ. Và con đi đến cộng tu thì cái lúc đó cái anh mà thông dịch cho đạo tràng ở Long Beach đó, thì ảnh dịch tới cái đoạn mà sư phụ giảng kinh, và rất là lạ lùng. Khi con bước vào trong cái thiền đường thì cái đoạn cuối cùng đó nó trả lời hết những cái điều thắc mắc của con. Không biết nói gì hơn. Cái sự biết ơn, tại vì con không có lời lẽ nào xứng đáng để mà cảm ơn sư phụ. Nhưng mà con muốn nói là con với cái lòng tin tuyệt đối và lúc nào cũng cố gắng tu hành để mong đền đáp những gì mà sư phụ đã dành cho. Xin cảm ơn sư phụ. Kính thưa sư phụ, kính thưa quý vị, hôm nay con xin kể một vài cái thể nghiệm mà trong cuộc đời tu hành con đã thấy qua, trải qua. Cái câu chuyện thứ nhất, hôm mà sư phụ truyền tâm ấn ở Pasadena đó, thì khi mà trở về nhà thì con thấy vợ con đang khóc một cách nức nở mà không biết cái chuyện gì, thì con cũng không để ý nữa. Người ở chung với con thì nói, hôm nay anh Hòa đi về gặp sư phụ có vui không? Thì con kể chuyện lại tất cả những cái việc mà xảy ra ở Pasadena đó. Rất là vui. Thì vào thì sư phụ con
hình như là có phải đụng cái tự ái của vợ đó, rồi nói tầm bậy, nói tầm bậy, con ấy nói thôi đừng có nói tầm bậy nữa nghe. Con xách đồ qua bên phòng bên này để thiền, thiền tiếp tục. Thì bên đây khoảng nửa tiếng đồng hồ tự nhiên bên phòng vợ con nó la quá trời. Rồi con mới chạy qua, con thấy vợ con le lưỡi ra trợn mắt ra, ôm đầu la quá trời. Con nói tại sao vậy? Thôi cháy trời, con mới lấy cái ảnh của sư phụ đang đeo đó sư phụ. Con đưa cho vợ con, nói thôi con, bây giờ niệm sư phụ đi, thôi bây giờ đó là sám hối sư phụ gấp đi. Mà chưa bao giờ mà trong cuộc đời mà mấy tháng mà chưa bao giờ mà vợ con phải nghĩ đến sư phụ. Đêm đó là vợ con nói, nó mô thành hải vô thường sư, con lỡ rồi. Cái là con nói thôi đếm 100 lần đi, phải biết hết. Đếm nghe là gần tới 100 mấy chục lần, cái tự nhiên nằm xuống ngủ luôn hết trơn sư phụ. Đó này chắc hộ pháp họ. Dạ, con pháp họ khảo chứ đâu phải sư phụ. Dạ, con biết chứ, con mới nói chắc lại không phải sư phụ là Phật, một vị Phật không bao giờ để ý ba cái chuyện nhỏ đâu. Đó là thần Long thần hộ pháp trị cô đó. Như vậy con mau cô ăn chay tụng niệm theo sư phụ cho gấp, để tôi có thời giờ tôi đi tới thiên đường mà tôi giúp. Dạ, câu chuyện thứ nhì sư phụ là hôm con đang thiền đó, thì đến quán âm thì con phải trùm cái mền. Dạ, mà cái phòng là bên kia ở chung với nhau thì con phải lấy cái mền con trùm. Và nó trời ơi, tu chỉ phải trùm mền khổ quá vậy. Con nói trời ơi, thấy cảnh giới đẹp quá trời mà không chịu đi ăn chay mà đi tìm sư phụ mà đi nó mắng. Nó bây giờ cho tôi dòm chút xíu rồi không được. Không được, phải gặp cho sư phụ gấp. Gặp sư phụ mà. Làm như coi tivi để coi chung. Dạ, câu chuyện thứ ba cách đây 2 tháng sư phụ. Là cái hình mà con vẽ để trình cho sư phụ để mà treo thiền đường này, vì tất cả đồng tu đó vì muốn nhìn cái đôi mắt sư phụ trước khi thiền đó. Thì hồi đó cái trình độ thấp quá, con không biết cái ý của sư phụ, cho nên vẽ đại một tấm để mà treo lên. Thì qua sư phụ cũng đây. Dạ, thì con đem về nhà cũng để, thì đem ra ngồi tiệm của con á, để cách đây một tháng mấy đó thì định đem ra thiền đường nhưng mà không có chỗ để sư phụ. Dạ, thì tự nhiên ăn trộm hôm đó nó đập cái cửa vào, tất cả cái tiệm đầu kia nó lấy đồ hết, mà cái chỗ mà cái hình của con để đó, cái hình mà của sư phụ vẽ đó, mới là cái hình thật á, thì nó đập rồi mà nó không chui vào. Nó chui ra lại. Dạ, là cái điều đó mà con thấy chắc chắn là có lẽ sư phụ gia trì cho con, không tao đem đó mà khiêng, chắc con ngày hôm nay cũng khổ tâm lắm. Đó là sự thật, thật sự là vì có phàm phu liền mấy người làm chung với nhau đó sư phụ. Con thì không ăn thua gì. Hôm nay con cũng thêm những cái điểm tâm huyết ra kính dân cảm ơn sư phụ rất nhiều. Dạ. Con sư phụ hôm mà ngồi trên máy bay từ phi trường Los lên Portland, Oregon ấy, sư phụ, con anh Ngọc, con với lại anh Hải gì đó, bác Ngọc Hải, chúng con đặt là Hải rùa mùa sư phụ. Con đưa cái bài diễn văn của con ra để cho bác Ngọc hỏi ý kiến bác Ngọc với lại anh Hải. Thì trong bài diễn văn đó có một đoạn mà bác Ngọc với anh Hải nói là hiểu ý con nói, nhưng mà văn thì lủng củng quá, không có viết nó lưu loát đó sư phụ. Rồi cái sửa tới sửa lui, càng sửa thì nó càng rối thêm mà không có biết làm sao đó. Cái bác Ngọc nói thôi dẹp đi, để lát mai mốt rảnh rồi nghĩ lại câu này. Cái con nói hay là anh em mình ngồi thiền cầu sư phụ. Thì ba anh em chúng con nó ngồi thiền trên máy bay, ngồi 5 phút sư phụ. Ngồi 5 phút rồi cái mở mắt ra thì ba người đó viết ba câu giống nhau y hệt sư phụ. Mà chỉ khác nhau là ví dụ như là bác Ngọc viết câu á, thì theo thứ tự A, B, C. Anh Hải thì B, C, A, rồi con là C, A, B đó. Giống thịt nhau sư phụ. Con thấy có cái sự linh ứng là cầu sư phụ bất cứ cái gì của sư phụ cũng giúp được hết đó. Cảm ơn sư phụ.
Thưa sư phụ, chứ hồi nãy sư phụ nói là khi mà thọ pháp môn với sư phụ tu đó, rồi có cái dự sự khảo nghiệm đó sư phụ. Ừ. Thì con thấy có thì sẵn anh Hòa lên nói, thành ra con mới nói luôn. À. À, không phải phê bình, nhưng mà bây giờ anh Hòa rất tiến bộ sư phụ. Mà chính con cũng thấy tiến bộ, và những anh em ở chung cái đạo tràng, chung mà khi mà thọ tâm ấn rồi thấy tiến bộ nhiều lắm. Ừ. Hồi đó ở trên Long Biết đó sư phụ, ừ, thì gần cái ngày birthday của sư phụ, cái anh Hòa anh mới vẽ một cái bức tranh của sư phụ mà ngồi ở trên cái cành sen, mà con mới thấy sao mà cái màu tím với màu bầm buồn quá. Thì con mới nói với Vicky, con sợ ảnh tự ái, con không dám nói với ảnh. Con mới nói với Vicky, nói với anh Hòa cho chút xíu màu cho nó hơi tươi tươi, chứ sao cái cành sen nó buồn quá, mà sinh nhật cơ của sư phụ mà buồn quá tôi không muốn. Nói vậy cái Vicky mới kêu anh Hòa lại nói, cái tự nhiên cái anh Hòa anh ơi, chị... tôi vẽ chị chơi hả? Sư phụ chưa cúng dường sư phụ chị chơi hả? Chị làm gì chị mang nghiệp? Chị xuyên tạc hả? Mà con đâu nói gì đâu, con xuyên tạc, con chỉ đóng góp ý kiến cho con. Buồn quá con quỳ xuống ngay cái chỗ cái ghế sư phụ, cái con khóc ào lên. Cái con nói con nguyện với sư phụ là lòng con không có bao giờ con muốn xuyên tạc cái gì hết trơn, nhưng mà tại con thấy cái hình ảnh này buồn quá. Rồi cái xong con bị con có gian xe đó, thành ra con kiếm góc vô con ngồi con thiền, con không có nói chuyện với ai hết trơn á. Rồi là con trong lòng con nghĩ con nguyện với sư phụ, chắc con ở nhà con thiền chứ con không tới đây. Tại vì sao anh em mà với nhau mà sao nói chuyện không có hòa nhã. Hồi đó mới vô tu mà. Cái tối người cũng như nhau. Tối con về. Dạ tối con về cái con Quán Âm. Tám lạng người nửa cân. Dạ cái tối con về con Quán Âm, cái sao tự nhiên sáng nó, ủa tại sao mình kỳ cục vậy? Nếu mà mình giận gì quá là mình giống người ta rồi. Giống y. Dạ sao kỳ vậy? Không được. À, phải trở lại. Thành ra cái từng nào con cũng đi thiền hết trơn, con không có bỏ buổi nào mà vô đó. Cái anh chị bạn bè cũng vui. Cái tự nhiên vài tuần sau cái anh Hòa anh bắt tay con, anh nói trời tôi xin lỗi chị nghe chị Hòa, sao bữa đó tôi cũng kỳ quá. Thì tôi hồi là về hết rồi. Dạ về hết trơn. Cái tự nhiên đó thành ra con thấy anh Hòa anh cũng có tiến bộ, mà con cũng có tiến bộ á sư phụ. Đúng rồi, nếu không có cọ sát đâu có biết. Không có cọ sát đâu có biết. Thì sư phụ đã nói rồi, đồng tu khảo tức là sư phụ khảo, đừng có lo. Được chưa? Để cho nó qua đi hồi nó hết chưa? Rồi mình về mình tu một hồi nó sáng, nó thông mất cái cục chướng ngại đó đi. Chứ nếu mình không tu nữa, hoặc là mình không để cho nó khảo, nó không thông á, nó cứ kẹt cho đó hoài à. Rồi nuốt thì nuốt không xuống, mà nhổ nhổ không ra, cái giống gà nó về thùng. Định tiến bộ không được, mình cái bằng mình tự làm hư chính mình á, chiều chuộng chính mình quá chưa. Thưa sư phụ, thứ tư tuần rồi ông xã con đồng ý mổ tim, mà bác sĩ đề trong giấy là ông mổ tim là ít nhất phải 2 tiếng rưỡi trở lên. Thì con đưa ông đi mổ, thì lúc vô phòng mổ con ngồi ở ngoài con thiền, thì con thấy sư phụ xô cái cửa đi vào. Đằng sau sư phụ có 2 vị xuất gia người Đài Loan. Thì con nói trong bụng là 2 tiếng rưỡi thì còn lâu. Con cứ ngồi đó thì con mới ngồi có một khoảng nửa tiếng đó. Thì ông bác sĩ ông đã ra rồi. Ông kêu con nói con thì sợ. Con nói chắc ông nói cái gì không. Đây, kêu ngay là chúc mừng cho bà ông mổ hoàn toàn xong. Trong cuộc đời mổ tim ông là xã của con là người mau nhất. Có nửa tiếng. Mổ tim mà một có nửa tiếng. Dạ, còn nửa tiếng. Ông cũng không có ngờ nữa. Cái ông bảo bây giờ ông xã nhà con đã đưa về cái phòng nào đó. Bà đi lên thăm ông á. Thì con lên con thấy ông tỉnh rõ à. Con nói chứ sao mổ chưa. Ông nói giờ ông nói mổ rồi. Hỏi ủa chứ sao lại tỉnh vậy. Ông cũng không biết nữa. Con hỏi chứ giờ muốn gì. Ông nói chịu đói buồn quá. Sáng giờ họ chưa cho ăn. Thế con ra con lấy sang uyết. Con đem sang uyết vô. Thế ông bảo là number one người đầu tiên mà ông mổ và là duy nhất đó. Con cảm ơn sư phụ. Sao cảm ơn sư phụ. Sư phụ giúp. Con thấy sư phụ vô mà. Hả? Không con thấy sư phụ xô cái cửa phòng mổ sư phụ đi vô. Vậy hả? Yeah. Chắc vậy quá. Maybe, maybe, perhaps. Sư phụ đâu phải bác sĩ đâu, đi vô mổ. Chứ có học y khoa lần nào. Có học chứ. Cái lúc mà kết hôn với ông xã sư phụ đó,
à, ta lén lén ta học giọng ngoài á, học trong thần thức á thì có cái tình vợ chồng với nhau. Nhiều khi nó vậy đó, để mà học một cái thôi chứ không phải là kết nghĩa vợ chồng cái gì hả. Tất cả những gì sư phụ làm việc làm đều là việc làm thôi. Thế nhưng mà nên nó có cái sự câu thông với cái thế giới này, chưa? Đừng làm việc với thế giới này cho nó dễ. Vậy thôi, cái giờ biết rồi, biết tại sao có 2 năm rồi, anh đừng anh, tôi đừng tôi, 2 năm ta học đủ rồi. Học nghề mổ. Hồi xưa sư phụ, mỗi lần mà ông xã sư phụ mà ông trực á, là sư phụ chạy vô trong á, ngủ luôn trong bệnh viện. Thầy nhớ không? Nhưng bây giờ mới biết là không phải nhớ, vô đó rình lén đi học. Nó nằm ta ngủ rồi ta xuất hồn vô trong mấy cái chỗ mà phòng mạch á, coi ông làm việc chứ cái đó ngày nào ta cũng lân la ở nhà thương hết. Nhiều khi ông đi vô làm, lát sư phụ đi làm có nửa ngày rồi về, ta vô đó ta ngồi đợi rồi hai người về luôn. Trong lúc đợi ta nằm đó ta ngủ, ngồi đó ngủ. Ngủ mà đi học á chứ. Chắc vậy nhá, thôi bây giờ sao biết mổ bụng giùm cho mấy người này. Bao nhiêu người thấy sư phụ vô phòng mổ giùm đâu, biết bao nhiêu người ha. Như cô gì đó, cô bà con của cô cũng thấy. Cô cũng thấy là cô hồi nãy mới nói đó, cũng thấy sư phụ vô trong phòng mổ, thấy không? Bữa cửa ra thì con thấy sư phụ vô tay trong cái này đó. Thì vậy, mọi người, nhiều người thấy sư phụ vô phòng mổ giúp cho thân nhân của họ hoặc là giúp cho chính họ khi mà bị bệnh á, nó lẹ làng xong suốt lắm. Nhiều đồng tu như vậy đó, lẽ ra mổ phải ở đó mấy tuần, ở cái vài ba ngày gì đó cái về, coi như không có gì hết. Đại khái không biết mới mổ tim là quan trọng lắm á, hiểu chưa? Tim là bộ phận quan trọng nhất trong người, không có nó là ngủm á. Hả? Lúc mà chị đi đó, chị mang kẹo gia trì của sư phụ á, thì y tá cũng mang một bên ở trong bụng của chị á. Lúc đó cái con lên con thăm chị, thì cái chị kêu con tới, chị nói là sư phụ á, lúc mà ta nằm á, thì sư phụ tới mổ cho tao á. Cái con mới nói đúng rồi á. Khi lúc đó cái chị mới hỏi cái sợi dây chuyền của hình của sư phụ của chị đâu. Cái con tưởng là lúc mà chị mổ đó sư phụ, thì y tá nó cất đi. Cái đến hồi chị con đứa con gái của chị mới nói hỏi cô y tá hình cái sợi dây chuyền của má tao đâu. Thì cái cô y tá cô vui lắm, cái cô chạy vô cô nói đây này, hình của má mẹ ở đây này, trời ơi con. Rồi cái cô y tá cô nói đây này, kẹo của má mày đây nữa đây. Trời ơi con cảm ơn sư phụ, mà nước mắt con chảy dùm chảy dài ra đó sư phụ, con cảm ơn sư phụ. Hôm nay con mới nói lên được những cái lời này, cũng con cũng cầu nguyện trong lòng con nhiều lắm. Con cầu nguyện là cho con nói được. Con cảm ơn sư phụ. Ai cấm cô đâu cũng nói. Dạ, con cảm ơn sư phụ rất là nhiều. Dạ. Ok, vậy là tốt. À, quý vị biết rằng tất cả những gì sư phụ dẫn bảo quý vị là có lợi cho quý vị hết. À, những hình, những ảnh, những đồ gia trì hay là những gì đó đều có một cái mục đích của nó, chứ không phải là mình mê tín gì đâu, hiểu chưa? Làm gì có nấy sao mê tín? Mê tín là khi nào mình tin hoài mà nó không có gì kỳ diệu, đó cái bằng mê tín. Chứ còn cái này là mê tỉnh á, hiểu chưa? À, mình nói là nó có, hiểu chưa? Thấy không? Rất là thực tế, chứ rất là có sự thật. Cho nên nó khác nhau ở chỗ đó, thấy không? Khác nhau ở chỗ cái quyền năng của cái vị thầy của mình, nó cao hay nó thấp, rồi cái sự dạy dỗ của người đó nó cũng cao hoặc là thấp, tùy theo quyền năng của họ, tùy theo cái trình độ khai mở của họ nữa. Chứ còn thầy nào cũng có thầy, nhiều thầy lắm. Mỗi người dạy cũng khai mở một chút lắm, chứ không phải không. Nhưng mà nó khác nhiều chứ. Sư phụ đi các nơi trên thế giới rất nhiều minh sư, sư phụ đã biết rất nhiều cái đoàn thể họ tu hành. Sư phụ nói thiệt quý vị biết, không có đoàn thể nào mà linh ứng như cái đoàn thể của mình. Từ nước này cho tới nước kia, từ đoàn thể này tới đoàn thể nọ, mà linh ứng một cách nghe là kêu bằng 100% á, cái bằng hầu như người nào cũng có một sự linh ứng để kể vậy.
hoặc là không phải một sự, nhiều sự. À, còn những đoàn thể khác nhiều khi cũng có linh chút chút thôi, chứ không phải mà thằng Hà xa số như kiểu này, không phải mà kêu bằng ngày nào cũng có kiểu hoài không hết vậy đó, người nào cũng có kiểu hoài không hết kiểu này, hiểu chưa? Nó khác. À, sư phụ cũng mừng giùm cho quý vị. Chắc thầy quý vị cũng giỏi lắm á. Bắt đầu chiếu khắp tất cả thế giới này rồi à. Con nghĩ rằng một ngày gần đây thì có thể rằng thế giới ánh sáng của sư phụ bao trùm hết rồi, chắc cũng tới truyền tâm ấn tu hành với sư phụ á. Thấy có rất nhiều điểm tốt rồi. Chưa? Nhiều đoàn thể, nhiều tông phái, nhiều cá nhân đến hợp tác với sư phụ, ủng hộ sư phụ, thân hữu với sư phụ rồi. Ít ra trong cái nước mình nó cũng vậy, nó phải vậy mới được ha. Rồi quốc tế lần lần tính sau, chứ chỉ có mấy người Việt Nam thôi mà chia rẽ nhau làm sao làm việc. Rồi đây sẽ đoàn kết hết, sư phụ xỏ sâu một chùm. Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết. Nước Việt Nam mình có hy vọng, có hy vọng. Nói là qua năm 2000 là một cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên siêu văn minh. Có những vị thánh nhân ra đời để mà người ta gọi là kỷ nguyên Di Lặc hay là hội Long Hoa cái gì đó. Cũng không rõ về cái chuyện đó, nhưng mà hôm qua đó, lúc sư phụ nói chuyện những cái trong tương lai có những cái vị có những cái giống người ở những cái hành tinh khác người ta tới đây để mà người ta học đạo á. Không phải học đạo mà trao đổi, học đạo thì những giống người trên những hành tinh khác đã học rồi, ngày ngày đều học hết. Họ xuống đây hoặc là sư phụ lên đó. Thì tự nhiên con liên cảm giữa hai cái chuyện là một cái nền siêu văn minh trong tương lai với lại sư phụ vừa mới nói nhé, là trong tương lai nó có những cái biến đổi rất là tốt đẹp và lớn lao. Thì con hôm qua con quên hỏi một câu là một cái vị trong cái vũ trụ này có rất là nhiều hành tinh mà qua địa cầu có rất là nhiều quốc gia, thì con vẫn có một thắc mắc là tại sao sư phụ lại chọn nước Việt Nam, không biết là có những cái nhân duyên gì từ trước hay không. Tại hồi trước sư phụ đã sinh ra ở đó rồi. Quen rồi. Nước Việt Nam mới độ được người Việt Nam chứ. Người Việt Nam khổ nhất trên đời ấy. Có ai đi tị nạn kiểu này đâu, có ai bị chiến tranh đau khổ loạn lạc mà hoài vậy đâu, hết nước này tới nước kia xâm chiếm rồi nội chiến rồi đủ thứ. Còn cái này Việt Nam lâu lâu khổ một cái shock, hay khổ một con cách tàn nhẫn đó. Hồi xưa giờ không có khổ như vậy, mấy ngàn năm nay không khổ như vậy, hoặc là cả đời không khổ như vậy, mà hồi chiến tranh cũng không khổ như vậy, đùng cái khổ quá sức á, mới bừng mắt ra, thấy chưa? Thì những dân tộc khác có những người khác, thấy chưa? Còn sư phụ bổn phận chắc là nhiều giống người Việt Nam, biết đâu được, ok. Mấy trời không có được, tiết lộ. Thì bữa nay ông thầy Tám ông nói đó, ông nói Việt Nam chỉ có mình sư phụ thôi. Một người nữ thôi. Chỉ có một người nữ là sư phụ thôi, không có một người thứ hai, chưa? Trời ơi, ông tuyên bố câu này là cũng gồng mình lắm á. Tại thầy Tám có uy tín lắm. Hồi đó tới giờ mấy chục năm rồi phải không? Ít nhất cũng mười mấy năm rồi. Mấy chục năm truyền đạo rồi, uy tín trong ngoài nước nhiều lắm. Mà có gốc có gác nữa, có thầy tổ rồi nữa, còn sư phụ không có ai hết. Ta một mình anh. Mà thầy dám tuyên bố một câu như vậy là chắc thầy cũng thấy cái gì chứ hả?
không có là những người ta tu á, mà tu cao tu thấp gì có tu chút đỉnh mà có cái tâm đạo thiệt tình đó nha. Dù rằng người ta chưa có lên cao thí dụ đi chăng nữa mà nó có tâm đạo thiệt tình, ta nhìn thấy người tu ta biết liền, rất quý trọng chứ. Tại vì mình tu mình cực khổ, mình biết người khác tu mình có cái khai mở, mình hiểu người khác, rất là quý trọng lẫn nhau. Sư phụ rất quý trọng những người tu hành, tu chút gì nữa sư phụ cũng quý, thấy không? Sư phụ đi đâu quý vị cũng thấy đối đãi với những người nào kia vẫn có vẻ tu hành hoặc là có chút tu hành, sư phụ vô cùng quý trọng. Hả? Sư phụ đối đãi với những người đó như thầy chứ, như Phật sống thôi. Quý vị thấy sư phụ có bao giờ đến đó mà lên mặt dạy dỗ hoặc là làm điệu làm cách ta đây là Phật sống này, cái đâu có, đâu có, đâu có, tự nhiên hết sức chứ. Người ta giảng dạy cái chi sư phụ cũng ngồi đó nghe, cũng nghiền ngẫm nghiên cứu học hỏi. Thế sư phụ rất quý trọng những người tu hành. Những người nào mà có tu chút đỉnh là tu cao gì đó, họ đã quý trọng những người khác lắm. Tại đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tri kỷ khó tìm. Trên thế giới này biết bao nhiêu người, nhưng mà người tu hành có bao nhiêu? Hiểu chưa? Người thật tâm tìm đạo có bao nhiêu? Người khổ công mà cái bằng xả bỏ tất cả những cái vật chất mà trong tâm chỉ có đạo thôi, cái đó khó, khó kiếm lắm. Cho nên những người nào có chút chút vậy sư phụ cũng rất mừng, hoặc là có nhiều sư phụ còn mừng hơn. Mà hoàn toàn vì đạo thì sư phụ càng kính phục nữa. Ủa sao nói chuyện này cái này à? Nước Việt Nam á hả? À thì chắc vậy. Tại Việt Nam hồi đó giờ không có bao nhiêu minh sư mà. Thì giờ lâu lâu có một cái cho người ta hết hồn chơi chứ. Mà nhắc là đàn bà nữa cho người ta hết hồn nhé. Lâu lâu làm cái cho vui chứ. Hả? Lâu làm cái gì nó khác thường chút, không làm giống người ta hoài chán chết, chán quá, chán quá. Biết rồi khổ lắm nói mãi. Còn lâu lâu mình làm cái gì khác thường. Bà Triệu Ẩu nói chi quý vị có nhớ không? Làm hả? Làm thân nhi nữ phải sống hùng sống mạnh gì đó, phải đứng dậy mà gìn giữ giang sơn, làm những cái gì phi thường kinh thiên động địa, có đâu luồn cuối cả đời làm thê làm thiếp cho người ta. Hiểu chưa? Việt Nam mình có những anh hùng liệt nữ nói chuyện nghe trên trời dưới đất lắm, kinh thiên động địa lắm. Đâu phải người nhi nữ nào cũng làm giống như người nhi nữ nào đâu. Hiểu chưa? Thế nên bà Triệu Ẩu mới lưu danh thiên cổ. Mình mới thích. Hiểu chưa? Mình mới tôn sùng. Thì lâu lâu cũng mới làm cái gì cho chấn động nhân tâm cho vui chứ, phải không? Nó có những người khác khác cho nó vui. Thí dụ như ông thầy Tám, ông bận đùa vết, ông cạo đầu. Không làm chuyện vui vậy đó, ngược đời cho vui. Còn sư phụ bận đồ tu, để tóc dài. Vậy nó mới vui. Cái màu sắc, cái màu sắc đặng cho nó đập vô con mắt của người ta, đặng cho nó chấn động cái sự gì đó, suy nghĩ của người ta, đặng ta mới giật mình. Cũng như mấy người mê mà xỉu đó, mình dỗ nước lạnh vô mặt ta tỉnh dậy chưa, hoặc là đánh một cái tát vậy ra tỉnh dậy liền, chứ đứng nó vuốt vuốt ve ve mà hoặc là ôm ôm ẩm ẩm xỉu luôn chết luôn á, hiểu chưa? Phải làm cái sốc như vậy mới được. Từ xưa tới nay nữ minh sư khó kiếm, mà kiếm cũng không có cái bằng gì, không có thấy bao nhiêu, trình độ không có bao xa, có tình cảm quá nhiều mềm yếu ha. Nên lâu lâu không có làm gì nó khác. Thượng đế là muôn biến vạn hóa mà. Ông làm nhiều cái nó lạ đời cho vui chứ, cho mình ăn đồ ăn mà giống hoài ngán quá, thấy chưa? Mình ăn món ăn mình phải đổi món, cho nên đừng có ngạc nhiên hỏi tại sao sư phụ là sinh ở Việt Nam hoặc là sinh làm thân nữ mà không sinh làm thân nam, thấy chưa? Cái gì nó thường quá nó cũng ngán đi chứ, làm gì độc đáo mới vui. Thượng đế cũng khôn lắm chứ bộ. Dạ thưa sư phụ, nhà em con hồi xưa tới giờ con nó 10 đứa, mà không có đứa nào con trai hết á. Cái phòng của cái thằng thứ 5 đó
Cái nó đi làm ăn xa, cái con ở cái phòng đó, cái con thấy hình sư phụ ở trên tivi á. Cái đêm đó nó về nó ngủ, cái nó nói sao thấy cái sư phụ á mặc nguyên bộ đồ vàng á đi lợi. Mấy đứa em gái nó nói bác còn không, đưa cho con. Cái nó cõi cái tượng Phật này nè, nó nói bây giờ bác đưa cho con Phật cửu hóa đeo đi. Cái nó cõi hết trơn, trời ơi, con có gì hết. Bây giờ vợ chồng của con em đó nó cũng đòi ăn chay với con. Con ở trong gia đình đó, con cũng đòi ăn sư phụ, con cũng độ cho chúng nó được chút nào. Cảm ơn sư phụ. Chuyện này nhiều lắm. Chuyện này nhiều. Có em nhỏ hồi xưa sư phụ ở trong chưa có nổi tiếng gì lắm. Chủ nhật có bị thầy giáo dẫn 200 em nhỏ tới chỗ sư phụ đó, đặng sư phụ giảng cho nó nghe, dạy cho nó ngồi thiền chút chút. À, nó cũng khoái lắm, nó cũng khoái ngồi thiền. Ngồi thiền chút chút rồi về nhà ngồi, sư phụ nó ngồi 10 phút thôi nha con, 20 phút thôi. Nó nói ok. Về nhà anh cũng xếp bằng là anh ngồi nhắm mắt hí hí. Cái cô chị rồi để cái hình sư phụ trong phòng rồi nhá. Cái cô chị cô vô cô thấy nó để cái hình này kỳ vậy mà ngồi nhắm mắt hoài vậy. Cái em nó không có, em ngồi thiền mà. Này sư phụ của em đây. Mai mốt em lớn này em sẽ ăn chay, em sẽ theo bả. Bây giờ em nhỏ em chưa ăn chay được, ba má không cho em ăn chay thì em ngồi thiền chút chút. Em thờ cái hình của bả. Cái cô kia nó hey, tầm bay tầm ba, không có thờ nữa. Cái thằng em nó nhất định nó không được. Nó nói cái này thầy sư phụ em có quyền em thờ, nó nhất định nó ngồi thiền. Cô kia muốn kéo ra đi chơi. Cái hai anh em giằng co với nhau, cái cô chị tức quá muốn quýnh thằng nhỏ đó. Cái tự nhiên hai đứa thấy sư phụ ở trong hình bước ra, bà chị sợ quá chạy mất. Hai đứa thấy một lúc á, sợ quá chạy mất. Có nhiều chuyện cũng vui. Như có hai ông từ gác chùa ở bên Ý Lan á, là cái một trong những cái trung tâm nhỏ của sư phụ. Hai ông già rồi, cái phần xuất gia nhưng mà già rồi, thích ở đó cho thanh tịnh. Có một bữa đó ăn trộm vô hay sao đó, có người hùng hổ lắm vô phá cửa vô trong đó muốn khiêng đồ. Mới có vô cái mấy vị đó sợ mà, ai không sợ đó, niệm sư phụ đó, kêu sư phụ. Cái tự nhiên cái ông la quay quái lên, ông chạy quá trời, ông chạy ra mất. Ông trộm đó mới vô muốn hâm dọa là sau này la quá trời sao, vừa chạy vừa la vừa giơ tay lên trời, vừa dòm đằng sau á, sợ quá chạy mất. Cái mấy tên mà mới vô đó rồi tự nhiên cũng chạy luôn, cũng la ông sùm. Chạy nhau cả đám. Khỏi đánh lộn. Không biết thấy gì mà la quá. Chắc thấy hộ pháp rượt á. Nhiều chuyện mà đều sư phụ không dám kể. Kể nó hoang đường quá. Giống như chuyện hoang đường thôi. Thôi. Còn. Nhiều khi nghe kể lại rồi tiếng được tiếng mất luôn. Dạ bạch sư phụ, từ hồi con còn nhỏ, hôm đó con cũng ở trong cái chùa của sư cô đó. Chiều tối khi mà công phu xong rồi thì con với cổ thường hay trò chuyện đó. Con mới hỏi vậy chứ mà vị Phật A Di Đà là người của nước nào? Cổ nói là người của nước gì đó con quên rồi. Rồi còn Đức Phật Thích Ca thì người của nước Ấn Độ. Cổ nói kể Phật này, Phật kia, của nước này, nước kia, nước nọ không à. Rồi con hỏi vậy cháu Phật Quan Âm của nước nào? Cái cổ nói là Phật Quan Âm của nước người Tàu. Nói gì dù có con nói nữa. Trời ơi, dù Việt Nam mình không có ai thành Phật hết sao cô? Cái cổ nói không có nghe thành Phật vậy mà hôm nay được tôi sư phụ đây con cũng rất mừng. Bởi vậy mới sang nơi nhất nước Việt Nam. Dạ. Cho nó có đồng đều, công bình chưa? Dạ. Dạ thưa sư phụ. Dạ thưa sư phụ, nói về hình của sư phụ linh nghiệm. Con có cô em gái, nó có một đứa con gái mà khi không tự nhiên nó bệnh nặng quá. Thì bác sĩ nói là cái tế bào tạo ra máu của nó đó xuống thấp quá, thì tụi con ở bên đây cứ nghĩ là chắc có lẽ là nó bị ung thư máu.
thì nói trong cái tình trạng của nó đông đáng, tình trạng emergency đó, hấp hối gần chết rồi. Cái xong cái con nghĩ tới sư phụ, cái con lật lại con gửi cho nó hai tấm hình của sư phụ qua bên Pháp cho nó. Cái con gửi cấp tốc qua bển cho nó. Cái con có viết cái thư, con dặn nó một cái hình lớn á thì nó để trên cái bàn thờ, còn một cái hình nhỏ. Dạ. Cái con có dặn con cháu con á, nếu mà con khỏe đó thì con cầm cái hình sư phụ, con dòm, con nhìn cho kỹ cái hình sư phụ rồi con niệm thầm Nam Mô Tịnh Hải Vô Thượng Sư, rồi cầu nguyện sư phụ độ cho con. Cái xong cái thời gian kể chừng 2-3 tuần lễ sau, cái con nhỏ nó từ từ nó bớt, kể chừng 1 tháng sau đó, cái cô bạn con ở bên Pháp của kêu điện thoại cho con. Cô nói làm ơn gửi cho mấy cuộn băng của sư phụ qua đi, tao muốn nghe, mà với lại nhớ gửi hình nữa. Nó nói hổm rồi tao đang giái sư phụ, đang sang cái restaurant nào đang tao đi tu, tao sợ tao bán đồ mặn bị tội quá. Rồi cái xong cái con nghĩ chắc có lẽ là cô em gái con nó không có nói với con là sư phụ độ cho con nó, nhưng mà được có lẽ nó đi tán thán với lại cô bạn con, thành ra con nhỏ kia nó mới biết được. Dạ thưa sư phụ, sẵn đây con xin đội ơn sư phụ đã cứu độ cho cháu con. Dạ cảm ơn sư phụ. Hồi sáng ông anh cũng đi trên chùa thì Hòa Thượng Thích Giác Nhiên có gửi đến sư phụ vài quyển kinh. Đâu đưa đây. Sao Hòa Thượng Thích Giác Nhiên bây giờ gửi kinh cho tôi? Không phải đâu, thế giới hòa bình. Mấy cuốn kinh này sư phụ đã có rồi, nhưng mà nếu thầy Hòa Thượng có lòng tốt gửi cho sư phụ thì nói sư phụ vô cùng đội ơn. À, cuốn kinh, cái cuốn Thương Nhớ Mẹ Hiền này của thầy Giác Nhiên sư phụ đã đọc lâu rồi. Sư phụ rất phục thầy làm thơ rất hay, nhưng mà không có dịp gặp thầy. Bây giờ giờ thầy cho thì sư phụ vô cùng cảm động. À, cô kính lời thăm thầy. Thôi lát sư phụ của thầy Giác Nhiên đưa hả? Chính tay đưa hả? Chính tay đưa phải không? Thì lát sư phụ gửi thư cảm ơn. Vậy gọi điện thoại cảm ơn. Vậy tốt. Vậy tốt lắm. Cũng hay. Sư phụ đã nói là sắp hòa bình mà. Này làm thơ hay lắm á. Làm thơ hay lắm ạ. Hai người tu với nhau dòm mà cũng biết ha. Có cũng tu lắm mới làm được những thơ này. Toàn thơ tu không hay lắm á. Sư phụ, bất cứ người nào mà bước một bước tới cái sự hòa bình á, tới cái sự cộng đồng á, sư phụ vô cùng kính phục. Mặc dù người ta bước miễn cưỡng hoặc là bước mạnh dạn đi nữa cũng là một sự cố gắng vô cùng vĩ đại để thắng cái ngã của người ta. Thắng 100 trận không bằng thắng cái ta mà. Cho nên khi nào những người nào mà bước làm những chuyện mà bước đến hòa bình như vậy, mình phải giang 4, 5, 6, 7 cái tay ra mà mình đón, chứ không phải hai tay không. Khi nào người ta bước đến mình một bước, mình phải bước đi 7 bước. Có nhiều khi sư phụ được mời đi chỗ này chỗ kia đó, hoặc là những vị hòa thượng, hoặc là những vị giáo chủ, hoặc là những vị thầy của tông phái khác mời sư phụ đó. Rồi học trò nhiều khi cũng nói này nói kia, nói sư phụ họ, cái này không phải một vị thầy mời sư phụ, mà cái đệ tử của đệ tử đó tức là kêu bằng ông phó, phó của ông phó đó, rồi mời sư phụ, thí dụ vậy đó. Không có vẻ kính trọng sư phụ, không có vẻ thật tình, không có vẻ kính trọng đối với sư phụ, không có đủ lễ nghi. Sư phụ nói ai mà cần cái lễ nghi làm gì hả? Người ta mời là mình đi chứ mình đâu có gì quan trọng mà phải là người ta lễ nghi, hiểu chưa? Quan trọng là cái công việc của mình nó quan trọng, cái sứ mệnh của sư phụ nó quan trọng, cái trí huệ của sư phụ nó quan trọng, không phải bản thân của sư phụ quan trọng, mà phải để người ta phải lễ mễ, phải chấp nhất bắt ta làm này làm kia mình ta mới tới, thấy chưa? Làm vậy thì nếu như buôn bán, thấy chưa? Có miếng thiết trao đi miếng chì trao lại, cái này đâu phải.
mình phải rộng lượng hơn những người khác mới đúng chứ sao ngồi đó mà còn chấp nhất. Có quý vị có hiểu không? Tu hành với nhau thì phải bao dung, phải nhìn một cách bao quát chứ mà nhìn cứ kẻ kẻ hoài vậy không được. À, nhiều khi phải biết như vậy. Quý vị đối với sư phụ rất có lòng kính trọng, cái này sư phụ hiểu. Đó. Nhưng mà đối với sư phụ không có gì quan trọng cả, hiểu chưa? À, hiểu chưa? À, nhiều khi người ta có lòng thành tâm một chút á, à, sư phụ thành tâm 10 chút để cho nó bù đắp lại cái chỗ thiếu đó. Chứ hai người thiếu hết rồi làm sao? Phải không? Hai người nó thiếu hết rồi sao? À. Thì sư phụ có kể cái chuyện vui mà ở ngoài đời đó cho quý vị nghe đó. Thì nó như thế này, kể lại nó cũng hơi giống giống. Chuyện thì chuyện đời nhưng mà mình có thể áp dụng cho đạo cho nó vui. Cái anh chàng kia muốn tới xin hỏi cô kia làm vợ. Thì ông nhà cũng nói rằng anh có nuôi nổi con gái tôi không? Tại vì nó con nhà giàu quen rồi, nó xài tiền rồi cũng rộng rãi. Bây giờ anh cưới nó về thì anh nghĩ rằng một tháng cái income của anh nó bao nhiêu, tức là cái tiền mà nó vô nó cỡ chừng bao nhiêu, tôi coi có đủ không tôi mới cho anh cưới con gái tôi. Thì ông kia ông nói rằng dạ con nghĩ rằng cũng cỡ chừng, cũng cỡ chừng 2.000 á, 2.000 á, 2.000 đồng Mỹ Kim á, netto, net á, tức là tax rồi hết rồi, thuế rồi, chừng 2.000 Mỹ Kim, hai người sống thì chắc cũng được. À, cái ông già ông nói, cái hồi đó cũng hơi lâu, tiền nó có giá trị mà. Ông nói, vậy chắc cũng được, cũng được, 2.000 thì cũng được lắm đó. Thì tôi cho con gái tôi cỡ chừng 1.500 nữa, là chắc sống cũng cũng là hào phóng lắm rồi. À, vậy được, 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 thôi bằng lòng cưới cho anh cưới. Ừ. Cái ông kia nói, dạ dạ, cái 1.500 đó nó đã cộng chung ở trong rồi. Cộng chung rồi. Thì cũng vậy thôi, thì đối với sư phụ cũng vậy thôi. Người đời mà cũng biết cộng vô là huống gì sư phụ, thấy chưa? Thì những người nào đối với sư phụ thành tâm một chút xíu, thành tâm 1%, sư phụ đem vô 99% là nó thành 100% chứ gì đâu, phải không? Chứ hai người mà thiếu hết rồi đâu chỗ đồng bộ. Thành quý vị đừng có lo lắng cho sư phụ nha. Sư phụ không bao giờ mất mặt, mất danh dự, mất phẩm giá. Ta đâu có phẩm giá đồng mất, ta đâu có danh dự đồng mất, ta đâu có mặt đồng mất, hiểu chưa? Ta có cái gì đâu mà mất, phải có cái gì nó mới mất chứ, mình không có gì sao mất, có hiểu chưa? Có chức vị gì đâu còn sợ bị người ta lột hả, hiểu chưa? Có cần ai kính trọng đâu mà phải sợ mất danh dự. Cái danh dự của sư phụ nó to lớn, nó bao trùm cả vũ trụ. Bây giờ người ta có lấy mất cũng lấy không hết, lấy nhiều cũng lấy không hết á. Ta biết rằng cái danh dự của ta nó là không thôi, nó không nhưng mà nó có, hiểu chưa? Có nhưng mà nó không, mình không coi trọng nó. Còn cái danh dự tầm thường của thế gian, ta là chức này chức kia, ta là ông sư này ông sư kia, hoặc là ta là hòa thượng này, hoặc là ta là ni cô này, cái đó còn kẹt ở trong cái chức vị đó, mất cái đó nó thí dụ mất cái chức vị đó là coi như mình không có gì hết. Nhưng mà vậy là mình nhỏ quá đi, mình đâu phải là ông hòa thượng không đâu, mình đâu phải là cô ni cô không đâu, mình còn hơn trăm vạn ngàn vạn lần cái địa vị đó nữa, mình là Phật mà. Trời ơi, mấy ông thổ địa mà làm bằng sành, bằng sỏi, có người còn lại cúng dường, còn lại lục mà. Sư phụ là một người sống, mà người là một cái sự bảo quý nhất trong trời đất, ai cũng nói vậy. Phật nói là thân người khó đặng, thấy chưa? Mấy cái ông thổ địa bằng sành, bằng gỗ, người ta còn lại, người ta cúng đủ thứ, người ta lại lục cả ngày, cả đêm nhang khói thờ phượng. Tu người sống nhân đang là lại lục thờ phượng đâu có gì mà tội lỗi lắm đâu, thấy chưa? Rồi nhất là còn biết dạy điều hay lẽ phải nữa, không có dạy cái điều gì tầm bậy. Vậy người dạy đáng thờ phượng chứ, phải không? Ít nhất cũng hơn mấy ông thổ địa kia. Rồi còn cầu gì có nấy nữa. Vậy là cái ông thổ địa này cũng linh lắm. Thôi mua nhang mua đèn lại lẹ đi. Thôi đừng đốt nó đen cái mũi sư phụ hết. Mấy ông tượng ông thần bị đốt mũi đen thui hết. Hồi xưa có một cái bà ni cô kia cũng vui lắm. Mà có một cái tượng Phật của bà đó, đi đâu cũng đem theo hết.
mà đi đâu á, chùa nào bà cũng lạy Phật bà thôi, bà không có lạy mấy Phật kia. Rồi bà đốt nhang thì bà đốt nhang cho Phật bà thôi, bà không có đốt nhang cho mấy ông Phật kia. Mà nhiều khi bà còn sợ mấy ông Phật kia ngửi lây cái mùi nhang nữa, cho nên bà làm một cái bà xây một cái bằng coi như một cái thùng ấy gì đó, bà che lại hết, đốt nhang nữa lên thẳng cái mũi của ông Phật đó thôi, chứ nó không có làm ở chỗ kia. Chuyện này sư phụ nghe kể đó chứ không phải chuyện sư phụ đặt ra. Đốt riết vậy thành ra cái mũi của ông Phật đang thui. Có một cái vị đó đó thì vừa nói xấu sư phụ xong cái mà con thấy những người đang giờ họ bị phạt dữ lắm sư phụ. Đâu phải sư phụ phạt họ đâu. Dạ, không phải. Không có. Dạ. Sư phụ không có phạt ai hết trơn á. Dạ. Tại cái lương tâm họ tự làm ra vậy. Rồi Long Thần hộ pháp đó họ làm sao đó cho sư phụ không có biết gì đến gì đây, không bao giờ. Sư phụ chỉ biết cứu người thôi, không bao giờ biết phạt người cả. Sư phụ lòng không bao giờ có chút thù hận, chỉ có tình thương thôi. Mà những người, tại vì mình làm ác nó có cái quả ác, nhiều khi quả báo nhãn tiền, nhiều khi lâu lâu nó mới báo thì mình không biết, nhiều khi báo liền tại chỗ cho mình biết, mình thức tỉnh mấy người đó là còn có phước á, vậy đặng họ mới tỉnh lại chứ không thôi họ làm thêm nghiệp nữa là cứu không được. Nghiệp nặng quá cứu không nổi, như bà Một Kiền Liên á, bà mẹ Một Kiền Liên á, nặng quá lên Phật mà cứu không nổi, bà kêu chư tăng lại hết hộ với nhau rồi mà cứu nổi à. Nghĩa là năm đời chín đời đều siêu sanh hết, mà chỉ có mình bả lọt ở dưới địa ngục á, hiểu chưa? Xuống không thấy ai, bà con ấy có mình bả thôi, là biết có mình bả thôi, còn năm đời siêu sanh hết rồi, nặng tới mức mà Phật cứu không nổi, phải kêu chúng tăng hợp lại hết mà kêu bằng chú nguyện cho bà đó mới được á, hiểu chưa? Chứ không nên trách hộ pháp, không nên trách cái luật nhân quả, có phước là tỉnh lại liền. Chứ mà 3, 4, 5, 6 người như vậy thì người nào cũng biết là cái này nó không phải chuyện ngẫu nhiên. Chứ nhiều khi sư phụ sợ giùm cho người ta mà ta không biết sợ, chứ không phải sư phụ muốn ép uổng người ta phải giúp đỡ sư phụ đâu. Sư phụ biết rằng nhiều khi nó có khổ lắm, cho nên Đức Chúa Giê-xu cũng nói, chứ không phải mình sư phụ đâu. Đức Chúa Giê-xu nói rằng cái nhà nào mà nhà ngươi quý con vô mà xin ăn hoặc là muốn xin đồ uống, xin trú ngụ đó mà người ta từ chối các con á, thì đừng có kêu bằng cái gì, đừng có hốt cái nắm đất ở nhà đó gì đó, cái nhà đó sẽ có những điều không may gì đó, đại khái nó là như vậy, phải không? Phải không? Người Thiên Chúa Giáo nói cho sư phụ biết. Ý sư phụ không có nhớ kỹ cái lời văn, nhưng mà ý nói là như thế này, ý nói những nhà nào mà từ chối những người mà theo Chúa đó, những đệ tử ruột của Chúa mà đi vô mà hoằng pháp mà xin ở trú tạm hoặc là xin giúp đỡ chút gì đó, những nhà nào từ chối đó là những nhà đó là quá sức, là sau sẽ có những điều tai hại. Chứ đừng có dồn đi ra, đừng có dồn, đừng có ngoáy lại dồn nữa đó. Chúa nói như vậy phải không, đại khái như vậy phải không? Thì trong kinh Phật cũng nói vậy, những người nào mà giúp đỡ cho Phật, phải không, hoằng pháp hoặc là giúp đỡ cho những đệ tử của Phật hả, thì là cái công đức vô lượng vô biên, thấy không? Thì cũng y như vậy thôi, giúp thì nó không có công đức, không giúp thì tức là nó có tai họa. Tại sao có tai họa? Không phải Phật trừng phạt mình, nhưng mà mình tự trừng phạt tới mình, bởi vì cái ánh sáng mình từ chối, mình nhìn vô bóng tối, mình ngoảnh mặt, mình không nhìn ánh sáng. Phật là tượng trưng cho ánh sáng, mà ánh sáng đó là tượng trưng cho ánh sáng của mình nữa. Cái người mà tượng trưng đứng ngoài đó là tượng trưng cho Phật tánh của mình bên trong, cùng cái Phật tánh mình nó giao thông, mà mình ngoảnh mặt mình đi, mình từ chối cái ánh sáng của mình, hiểu chưa? Thì bóng tối nó sẽ lại thôi, chứ không có gì mà phản khoa học cả. Bóng tối là gì? Đem lại những cái sự đau khổ, những sự không vừa ý, những sự hắc ám, hiểu chưa? Những sự tai nạn đó là toàn là những cái lực lượng bóng tối đem đến. Còn ánh sáng là đem đến những sự vui vẻ, những sự thông suốt, những sự may mắn, hiểu chưa? Những sự sung sướng trong cuộc đời. Thì hai cái lực lượng này nó làm việc trong trời đất, tùy mình chọn. Nếu mình quay lưng về bóng tối á, quay lưng vào bóng tối thì ánh sáng nó sẽ dội tới mình quay lưng về ánh sáng thì bóng tối nó sẽ đối diện mình thôi. Bóng tối là còn những điều lo sợ, những điều bất an, những điều không thể lường trước được, thấy chưa? Còn nếu ánh sáng là cái gì, nó cũng rõ rệt, nó cũng thông suốt, nó cũng vui vẻ.